Chào mừng đến với Master Lăng Dương Channel, kênh chia sẻ, dạy và học, Teaching and Learning Channel. Trước khi tìm hiểu các hàm xử lý tag trong Excel, Master Lăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn ôn lại dữ liệu trong Excel. Excel cần phải có dữ liệu để hoạt động. Giả sử Master Lăng Dương chọn ô B4, gõ 5. Khi Master Lăng Dương gõ Enter, thì 5 sẽ được Excel đặt ở vị trí này trong ô B4, nghĩa là canh phải trong ô B4. Các bạn quan sát Master Lăng Dương gõ Enter. Như vậy, 5 được Excel đưa qua canh phải trong ô B4 bởi vì 5 là dạng số. Trừ khi nào các bạn cố tình định dạng vị trí của số 5 này bằng cách các bạn nhấp chuột vào canh trái, thì 5 sẽ được canh trái trong ô B4. Hoặc các bạn chọn chức năng canh giữa, thì 5 sẽ được đặt trong ô B4 ở vị trí giữa này. Nếu các bạn không dùng chức năng định dạng nào ở đây mà cắt bỏ đi, thì 5 sẽ được Excel đặt canh phải trong ô B4 bởi vì 5 là dạng số. Tiếp theo, Master Lăng Dương chọn ô B5, gõ trừ 5. Trừ 5 là một con số âm nên khi Enter, Excel sẽ đặt trừ 5 canh phải trong ô B5. Trừ khi nào các bạn sử dụng chức năng định dạng, ví dụ canh trái hoặc canh giữa. Còn nếu các bạn không dùng chức năng định dạng nào ở đây bằng cách bỏ đi, thì trừ 5 là dạng số sẽ được Excel mặc nhiên đặt nằm canh phải trong ô B5 bởi vì trừ 5 là dạng số. Tiếp theo, Master Lăng Dương chọn ô B6, gõ trừ 5. 5 trừ Enter, thì Excel vẫn đặt 5 trừ nằm canh trái trong ô B6 bởi vì 5 trừ không phải là dạng số. Trừ khi nào các bạn dùng chức năng định dạng, ví dụ canh giữa hoặc canh phải. Còn nếu các bạn không dùng chức năng định dạng mà cắt bỏ đi, thì 5 trừ được Excel hiểu là đây không phải là dạng số, cho nên Excel sẽ đặt 5 trừ nằm canh trái trong ô B6. Và những dữ liệu nằm canh trái như vậy được Excel quy thành dạng văn bản, tức là dạng text. Tiếp theo, Master Lăng Dương chọn ô B7, gõ chữ A, Enter, thì Excel vẫn đặt chữ A này là một dữ liệu dạng văn bản nằm canh trái bên trong ô B7, trừ khi nào các bạn dùng chức năng định dạng, ví dụ canh giữa hoặc canh phải. Nếu các bạn không dùng chức năng định dạng nào ở đây bằng cách nhấp bỏ đi, thì nội dung này được Excel tự động canh trái bởi vì đây là dữ liệu dạng văn bản. Dạng text. Tiếp theo, Master Lăng Dương chọn ô B8, gõ 800, Enter. Vì 800 là dạng số nên được Excel tự động canh phải bên trong ô B8. Trừ khi các bạn dùng chức năng định dạng để thay đổi vị trí. Còn nếu các bạn không dùng định dạng, các bạn bỏ đi, thì mặc nhiên 800 là dạng số sẽ được Excel đặt canh phải trong ô B8. Tiếp theo, Master Lăng Dương chọn ô B9 và gõ 8, 0, khoảng trắng, 0,
Enter. Khi Mac đang dương gõ như vậy thì Excel hiểu đây không phải là dạng số. Dạng số là các số phải viết chính vào nhau. Nếu là số âm thì có dấu trừ ở đầu. Nếu là số thập phân thì có dấu chấm. Cho nên Excel không thể quy được giá trị này là con số. Do vậy Excel sẽ đặt canh trái trong ô B9. Như vậy bạn thấy giữa 800 phía trên và phía dưới có sự khác biệt là có khoảng trắng trong đây. Như vậy Excel hiểu là dạng văn bản. Rồi, mắt đang dương sẽ xóa đi. Giả sử ở ô B9, mắt đang dương sẽ gõ K800. Ở dữ liệu này các bạn thấy mặc dù có 800 ở vị trí này nhưng phía trước là một ký tự không phải dạng số. Cho nên khi Enter, Excel vẫn để K800 nằm canh trái bên trong ô B9. Trừ khi nào các bạn cố tình định dạng, ví dụ canh giữa hoặc canh phải. Còn nếu các bạn không dùng định dạng mà cách bỏ đi thì nội dung này, đây là dữ liệu dạng văn bản nên được Excel canh trái trong ô B9. Như vậy, đây là dữ liệu dạng văn bản. Tiếp theo, Master Lan Dương chọn ô B10, gõ 17.4, Enter. Khi Enter thì dữ liệu này Excel hiểu là dạng số và cụ thể đây là con số thập phân nên sẽ được Excel canh phải bên trong ô B10. Các bạn lưu ý, trong Excel nói riêng và các phần mềm máy tính xử lý số liệu thì đối với số thập phân thì sử dụng dấu chấm để ngăn cách giữa phần nguyên và phần phân. Như vậy đây là con số thập phân, cho nên Excel sẽ canh phải bên trong ô, trừ khi nào các bạn cố tình dùng định dạng canh trái hoặc canh giữa. Còn nếu các bạn không dùng định dạng mà cách bỏ định dạng đi thì Excel sẽ mặc nhiên canh dữ liệu này là con số nằm phải bên phải trong ô B10, bởi vì đây là dạng số. Tiếp theo, Master Lan Dương chọn ô B11 và gõ nội dung như sau: 17.4. Khi Enter, Excel vẫn đặt dữ liệu này nằm canh trái bên trong ô B11 bởi vì đây không phải là con số thập phân, nên Excel đặt bên canh trái trong ô, trừ khi nào các bạn cố tình canh giữa hoặc canh phải. Còn nếu các bạn không định dạng thì dữ liệu này Excel được quy thành là dạng văn bản hay dạng text nên được canh trái bên trong ô. Đây là nội dung dữ liệu dạng văn bản hay là dạng text. Tiếp theo, Master Lan Dương chọn ô B12 và gõ nội dung như sau: 27 khoảng cách đường 3 tháng 2 phải phường 7 quận 10. Enter. Khi Enter thì nội dung này được Excel canh trái bên trong ô B12 vì đây là dữ liệu dạng văn bản, trừ khi nào các bạn cố tình canh giữa hoặc canh phải. Nếu các bạn không định dạng ở vị trí này, các bạn bỏ đi thì nội dung này sẽ nằm canh trái trong ô B12. Các bạn quan sát, bỏ định dạng thì dữ liệu này được canh trái bên trong ô B12 vì đây là dữ liệu dạng văn bản. Tiếp theo, Master Lan Dương chọn ô B13, gõ 28 tháng 5 năm 2020. Khi có Enter thì nội dung này được Excel canh phải bên trong ô B13, lý do đây cũng là một dạng số, trừ khi nào các bạn canh trái hoặc canh giữa. Còn nếu các bạn không định dạng thì nội dung này được Excel quy về dạng số và sẽ canh phải bên trong ô B13 vì đây là dạng số.
Tiếp theo, Master Đăng Dương sẽ chọn ô B14 gõ 31 tháng 6 năm 2020. Các bạn sẽ đoán xem khi Master Đăng Dương gõ Enter thì nội dung này sẽ nằm bên nào trong ô B14, nằm cạnh trái hay là cạnh phải? Đáp án như sau: khi Master Đăng Dương gõ Enter thì nội dung này vẫn được Excel đặt cạnh trái bên trong ô B14 vì đây là nội dung dạng văn bản. Excel không thể quy được dữ liệu này là dạng số bởi vì trong tháng 6 của một năm dương lịch không thể nào có 31 ngày. Như vậy, đây là dạng text, dạng văn bản nên được Excel cạnh trái bên trong ô B14. Trừ khi nào bạn cố tình cạnh giữa hoặc cạnh phải trong ô. Nếu các bạn không dự định dạng, các bạn bỏ đi thì nội dung này sẽ được cạnh trái bên trong ô 14 vì đây là dữ liệu dạng văn bản. Dạng văn bản hay là dạng text. Như vậy, các bạn có thể chốt lại như sau: trong Excel, dữ liệu nào được Excel quy về dạng số thì khi nhập dữ liệu này vào trong ô sẽ được Excel mặc nhiên đặt ở vị trí cạnh phải bên trong ô, trừ khi nào các bạn thay đổi cái vị trí của dữ liệu số bằng chức năng định dạng ở đây. Còn dữ liệu nào Excel không thể quy về dạng số thì Excel quy về dạng văn bản và dữ liệu như vậy sẽ được cạnh trái trong ô. Trừ khi nào các bạn sử dụng chức năng định dạng để thay đổi vị trí của dữ liệu đó trong ô. Còn nếu bạn không thay đổi thì dữ liệu dạng văn bản sẽ được tự động nằm cạnh trái trong ô. Và đó là dữ liệu dạng text hay tiếng Việt Nam gọi là dạng văn bản. Dữ liệu dạng text trong Excel còn được gọi là dữ liệu dạng văn bản hoặc dữ liệu dạng chuỗi hoặc sâu ký tự hoặc string. Trong video này, các bạn có thể sử dụng các cái khái niệm này là tương đương nếu các bạn không muốn sử dụng chữ tiếng Anh là text ở vị trí này. Như vậy, đây là những nội dung, đó là dữ liệu dạng text hay là dạng văn bản được tự động Excel cạnh trái bên trong ô chứa nó. Khi dữ liệu dạng text đưa vào công thức hoặc hàm để xử lý, bạn phải đặt dữ liệu dạng text này trong cặp dấu nháy kép. Ví dụ bạn thấy 5 trừ thì có dấu nháy kép ở vị trí trước và sau của 5 trừ. Vị trí nháy kép phía trước, nếu các bạn có thể phân biệt thì gọi là vị trí nháy kép mở, tiếng Anh gọi là open double quote hay open double quotation mark. Còn dấu nháy kép ở vị sau của 5 trừ gọi là dấu nháy kép đóng, close double quote hay là close double quotation mark. Nghĩa là các bạn phải đặt dữ liệu dạng văn bản trong cặp dấu nháy kép mở và đóng như trên màn hình hoặc là vị trí này hoặc vị trí này. Những nội dung văn bản này khi các bạn đưa vào trong hàm hoặc công thức để xử lý, chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép như ví dụ trên màn hình. Ví dụ các bạn dùng hàm count để đếm. Hàm count này có 4 tham số là số 5, số 7, dữ liệu dạng text đây là chữ A và số 4. Thì 5, 7, 4 là dạng số thì không đặt trong dấu nháy kép. Riêng A là dữ liệu dạng text được đưa vào trong hàm count xử lý thì A này chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép như trên màn hình. Và vì hàm count là đếm các tham số kiểu số cho nên ở đây chúng ta có 4 tham số là 5, 7, A và 4 thì kết quả hàm trả về 3. Lý do trong 4 tham số này chỉ có tham số 5, 7 và 4 là 3 tham số dạng số. Còn
dữ liệu tách A này không phải dạng số nên hàm nhận 4 tham số nhưng chỉ trả về là 3, nghĩa là có 3 tham số dạng số mà thôi. Tiếp theo, Master Lăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm substax. Trước tiên, các bạn hãy làm quen với khái niệm main text. Main text là gì? Các bạn quan sát trên màn hình, đây chính là một main text. Dịch ra tiếng Việt Nam là chuỗi mẹ. Main text này được giới hạn bởi dấu nháy kép bên tay trái mở và dấu nháy kép bên tay phải đóng. Ngược lại của main text là substax. Dịch ra tiếng Việt Nam, substax là chuỗi con. Như vậy, main text là chuỗi mẹ, substax là chuỗi con. Trong main text chuỗi mẹ này, chúng ta có các bộ phận bên trong, thì từng bộ phận bên trong được gọi là một substax hay là chuỗi con. Chẳng hạn, số 7 là một bộ phận nằm trong main text này, nằm trong chuỗi mẹ này, thì khi lấy ra để đưa vào các hàm xử lý, thì số 2 này là một bộ phận, là một chuỗi con, mà vì là chuỗi con là dạng text nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép khi các bạn muốn đưa các substax này, tức là các chuỗi con này, vào các hàm hoặc công thức để xử lý. Tương tự, số 7 là một bộ phận của main text trên, vậy khi lấy ra thì số 7 là một substax hay là chuỗi con thì cũng phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Như vậy chúng ta có các bộ phận được tô màu đỏ nằm trong main text. Thì khi lấy ra, các cái bộ phận nhỏ này gọi là các substax hay là chuỗi con, thì các bộ phận nhỏ này chúng ta đều phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Trong các bộ phận màu đỏ thì các bạn rất dễ hiểu. Tuy nhiên, các bạn quan sát các bộ phận có mũi tên chỉ màu xanh. Đây là những khoảng trắng ngăn cách giữa các cái bộ phận trong main text. Thì khi lấy ra, đây cũng là một substax, đó là một khoảng trắng, thì cũng phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn quan sát thật kỹ, hai dấu nháy kép này cách nhau một khoảng trắng. Như vậy chúng ta có các vị trí màu xanh, đó là các cái khoảng trắng. Thì đây cũng là những substax hay là những chuỗi con. Tóm lại, khi các bạn muốn đưa từng bộ phận này nằm trong main text, tức là chuỗi mẹ, những bộ phận này là những substax, là chuỗi con, đưa vào các hàm hoặc công thức để xử lý, thì các substax này phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Với chuỗi mẹ main text như ở trên màn hình, chúng ta có thể có những substax khác như sau, tức là những chuỗi con khác như sau. Ví dụ 27 là một bộ phận nhỏ nằm trong cái main text này, thì 27 là một substax hay là chuỗi con thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép nếu các bạn muốn đưa substax này vào các công thức hoặc hàm để xử lý. Tương tự, chúng ta có các substax khác như sau. Ví dụ đường, tháng 2. Các bạn thấy các substax này đều phải đặt trong cặp dấu nháy kép nếu muốn đưa vào các hàm hoặc công thức để xử lý. Phường 7, quận 10. Hoặc chúng ta có một substax khác như sau. 27 đường 3 tháng 2. Hay các bạn có một substax khác là phường 7 phải khoảng trắng quận 10. Thì đây những là substax có thể lấy ra từ main text ở trên màn hình. Master Lan Dương sẽ di chuyển này qua bên trái để dễ quan sát. Đây là những substax có thể lấy ra từ main text ở trên màn hình. Các bạn thấy
Cho dù subtext có thể là một ký tự, một khoảng trắng, hoặc là một cụm từ hoặc là nhiều ký tự thì đều phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Nếu các bạn muốn đưa các subtext này vào trong các hàm hoặc công thức để xử lý. Các bạn nhớ chi tiết này. Có một lưu ý nhỏ nữa là ngoài các khoảng trắng là những subtext thì các bạn có thể thấy dấu phẩy là những dấu câu trong văn bản cũng là một subtext. Các bạn nhớ ở đây dấu phẩy cũng là một subtext. Vì các bạn thông thường hay chú ý đến các subtext là những ký tự chữ cái hoặc là số, các bạn hay bỏ qua các chi tiết nhỏ như là các khoảng trắng. Các bạn lưu ý rằng khoảng trắng được đặt trong hai dấu nháy kép và cách một khoảng trắng. Các bạn hay quên các chi tiết này. Hoặc dấu trừ cũng là một subtext. Các dấu câu, dấu phẩy là một subtext. Dấu câu có thể là dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, vân vân. Thì đây đều là những subtext. Sau khi các bạn đã ôn lại dữ liệu dạng text và khái niệm subtext, Master Lăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn các hàm để xử lý dữ liệu dạng text. Đầu tiên, chúng ta đến hàm lép. Các bạn lưu ý, khi nghiên cứu một hàm, chúng ta cần phải biết hàm đó tên gì. Tiếp theo, hàm đó có bao nhiêu thành phần tham số và công dụng của hàm đó. Cụ thể, với hàm lép, chúng ta có các thành phần như sau. Thứ nhất là tên hàm là lép. Hàm lép này có hai tham số, đó là text và n. Trong đó text là dữ liệu văn bản cần xử lý, n là số ký tự cần lấy về. Như vậy hàm lép chỉ có hai tham số mà thôi. Công dụng hàm lép là hàm trả về n ký tự bên trái nhất trong chuỗi text. Ví dụ, chúng ta có bằng lép nháy kép Microsoft nháy kép phẩy 5. Các bạn lưu ý, trong hàm lép này, Microsoft là dữ liệu dạng text nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Còn 5 không phải dạng text nên không nằm trong dấu nháy kép. Với cách ghi hàm lép như vậy thì kết quả sẽ là chữ micro, bởi vì hàm lép sẽ thực hiện tính từ tay trái sang phải của dữ liệu dạng text, ở đây cụ thể là chữ Microsoft, và hàm lép lấy đủ 5 ký tự tính từ trái sang phải. Ở đây chữ M là ký tự nhất, chữ Y là ký tự thứ hai, chữ C là ký tự thứ ba, R là ký tự thứ tư và O là ký tự thứ năm. Như vậy đây sẽ được lấy thành kết quả, và đây chính là một subtext được lấy ra từ chuỗi Microsoft. Như vậy, với hàm lép này, chữ Microsoft là dữ liệu text cần xử lý và 5 là số ký tự cần lấy, là vị trí này. Kết quả là chữ Micro. Micro là một subtext của chữ Microsoft. Tiếp theo, ở ví dụ 2, giả sử ô H14 chứa nội dung như sau. H14 là ô này, 14 là ô này, chứa nội dung. Chúng ta ghi bằng lép H14.4. Khi đó, chuỗi cần xử lý là H14, nơi chứa cái dữ liệu text. Và chúng ta ở đây lấy 4 ký tự. Như vậy, từ chuỗi text nằm ở H14, Excel sẽ cho ra chữ assert, bởi vì chữ A nằm ở vị trí 1 là thứ nhất. Tiếp theo, ký tự thứ hai là chữ S, ký tự thứ ba là chữ U và ký tự S tiếp theo là thứ tư. Vậy 4 ký tự đầu tiên là assert được Excel lấy ra. Đây là một substack, tức là chuỗi con của chuỗi text ban đầu. Như vậy hàm lép sẽ thực hiện tính từ trái sang phải của chuỗi cần xử lý và lấy đủ số lượng chúng ta yêu cầu. Các bạn lưu ý ở đây, H14 là địa chỉ ô nên không đặt trong dấu nháy kép như ở ví dụ 1.
Tiếp theo, Master Lan Dư sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu hàm right. Hàm right được hiểu như sau. Đầu tiên, tên hàm là right. Hàm right này có hai thành phần tham số. Thứ nhất là dữ liệu text cần xử lý và số lượng ký tự cần lấy tính từ bên tay phải. Như vậy, hàm trả về n ký tự. Bên phải nhất bên trong chuỗi text. Các bạn đến ví dụ 1. Bằng right mở ngoặc nháy kép Microsoft nháy kép phẩy 4. Nhắc lại, Microsoft là dữ liệu dạng text nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép. 4 là số nên không đặt trong dấu nháy kép. Với các ghi hàm right như vậy, kết quả sẽ là chữ shop. Bởi vì khi đó dữ liệu cần xử lý là tham số 1 là chuỗi này. Dữ liệu thứ hai cần xử lý chính là số ký tự cần lấy, ở đây là 4 ký tự tính từ phải qua trái. Như vậy, chữ Microsoft Excel sẽ xử lý bằng cách tính từ phải qua trái. Thì đầu tiên chữ T là ký tự thứ nhất. Ký tự thứ hai tiếp theo là chữ F. Ký tự thứ ba là chữ O và ký tự thứ tư là chữ shop, tính từ phải qua trái. Như vậy, 4 ký tự này là ký tự cần lấy. Theo yêu cầu ở đây là 4. Như vậy, kết quả sẽ là chữ shop. Và chữ shop này là một substack của chữ Microsoft ở phía trên, được Excel xử lý bằng hàm right, lấy từ phải qua trái trong chữ Microsoft. Tiếp theo, ví dụ 2, H14 chứa nội dung như trên màn hình. Và chúng ta ghi hàm right bằng right mở ngoặc H14.2. Như vậy, H14 đó là cái dữ liệu text cần xử lý. Ở đây là địa chỉ ô nên không đặt trong cặp dấu nháy kép. Tiếp theo, 2 là số ký tự cần lấy, số lượng cần lấy là 2. Như vậy, kết quả của hàm right này sẽ ra là chữ UA. Lý do Excel sẽ xử lý cái chuỗi dạng text nằm ở H14, tính từ phải qua trái, lấy đủ 2 ký tự. Đầu tiên A là ký tự nhất và U là ký tự thứ hai. Như vậy, lấy 2 ký tự 1, 2 đầu tiên và kết quả là chữ UA. Và UA chính là một substack của cái dữ liệu text ở vị trí OH14. Như vậy, hàm right sẽ xử lý bằng cách tính từ phải qua trái của dữ liệu text cần xử lý, từ phải qua trái. Tiếp theo, Master Đăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu hàm mid. Hàm mid viết tắt từ tiếng Anh là middle. Đây là hàm rất dễ gây nhầm lẫn nên các bạn cần phải chú ý các hướng dẫn của Master Lan Dương trong phần này. Đầu tiên, hàm mid này có 3 tham số. Đó là dữ liệu text cần xử lý. M là vị trí bắt đầu cần lấy dữ liệu. N là số ký tự cần lấy. Như vậy, hàm trả về N ký tự. Bắt đầu từ vị trí thứ M trong chuỗi text, tính từ trái sang phải. Các bạn quan sát ví dụ 1. Giả sử Master Lan Dương ghi bằng mid mở ngoặc nháy kép Microsoft nháy kép .6.2 đóng ngoặc. Các bạn lưu ý Microsoft là dữ liệu dạng text nên khi đưa vào hàm phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Còn 6 và 2 không phải là dạng văn bản dạng text nên chúng ta không đặt trong cặp dấu nháy kép. Với hàm mid như vậy thì kết quả là chữ SO. Bởi vì đầu tiên hàm mid sẽ xử lý chuỗi text. Ở đây là chữ Microsoft. Vị trí bắt đầu cần lấy, tham số M sẽ cung cấp chúng ta đó là vị trí 6 cần lấy. Vị trí 6 là vị trí nào các bạn biết không? Chính là tính từ trái sang phải chữ Microsoft. Vị trí 6 là vị trí của chữ S màu đỏ. Bắt đầu chúng ta sẽ lấy dữ liệu. Còn tham số N ở đây là số 2, cho biết rằng chúng ta lấy đủ 2 ký tự tính từ vị trí 6. Như vậy, vị trí 6 là 1 ký tự, vị trí 7 là ký tự thứ 2. Như vậy chúng ta lấy 2 ký tự, kết quả sẽ là chữ SO. Và SO chính là một substack của chữ Microsoft khi chúng ta ghi hàm mid như trên màn hình. Ở ví dụ 2, OH14 chứa nội dung như trên màn hình. H14 lâu này các bạn. Và nếu các bạn ghi chữ bằng mid H14
H14.6.4 thì kết quả là chữ S510. Đây là một substack lấy ra từ chuỗi này. Lý do với cách ghi hàm bit như ví dụ 2 thì hàm số text chính là H14. H14 là chứa cái dữ liệu dạng text. Vì H14 là địa chỉ ô nên không đặt trong dấu nháy kép như là ở ví dụ 1. Trong ví dụ 1 là các bạn đặt trực tiếp dữ liệu text trong hàm nên bắt buộc phải đặt trong dấu nháy kép. Còn ở ví dụ 2, H14 là địa chỉ ô, là gián tiếp xử lý và quản lý cái dữ liệu text này nên chúng ta không đặt trong cặp dấu nháy kép. Tiếp theo, 6 là vị trí bắt đầu cần lấy. Thì vị trí bắt đầu cần lấy trong cái dữ liệu text nằm ở đây là vị trí của chữ S. Các bạn lưu ý, chữ assert là 4 ký tự, khoảng trắng cũng là 1 ký tự, như vậy là assert khoảng trắng là 5 ký tự. Thì ký tự thứ 6 chính là chữ S. Và chúng ta ở đây lấy 4 ký tự tính từ vị trí 6. Như vậy, từ vị trí 6 chúng ta có S là thứ nhất, ký tự thứ 2 là 5 ở vị trí 7, ký tự thứ 3 là 1 ở vị trí 8 và ký tự thứ 4 là số 0 ở vị trí 9. Như vậy, chúng ta lấy đủ 4 ký tự này. Là lý do ở đây số 4 đã giúp chúng ta lấy số lượng ký tự ở đây. Như vậy, kết quả chúng ta sẽ có là S510. Đây chính là substack lấy từ chuỗi text ở trên. Xin nhắc lại lần nữa, trong khi xử lý, nếu một hàm chứa dữ liệu text thì dữ liệu text đó cần đặt trong cặp dấu nháy kép, còn ở đây là địa chỉ ô nên không đặt trong nháy kép. Còn đương nhiên các dữ liệu, các tham số là kiểu số thì không đặt trong dấu nháy kép. Các bạn quan sát và lưu ý, hàm mid là có 3 tham số, đây là hàm rất gây nhầm lẫn. Mời các bạn đến với ví dụ số 3 của hàm mid. Giả sử ô H18 chứa nội dung Happy New Year. Các bạn lưu ý, dữ liệu text này kể cả khoảng trắng ở vị trí 6 và vị trí 10 thì Happy New Year là có 14 ký tự. Và để có kết quả là chữ New Year, bạn lập hàm mid như thế nào? Các bạn có 1 phút để suy nghĩ. Sau 1 phút, Master Lan Dương hướng dẫn các bạn thực hiện. Đầu tiên, các bạn ghi dấu bằng. Các bạn gõ tên hàm là mid, mở ngoặc. Sau đó, nhấp chuột vào vị trí H18. H18 lỗ này các bạn. H18. Đó là dữ liệu text cần xử lý. Đó là tham số 1. Để bắt đầu tham số thứ 2, các bạn ghi dấu phẩy. Các bạn thấy sẽ đầm ở vị trí lên. Tham số 2 là vị trí bắt đầu cần lấy ký tự. Thì các bạn thấy chữ New Year bắt đầu nằm ở vị trí thứ 7. Lý do chữ Happy là 5 chữ, khoảng trắng là 6, thì chữ N bắt buộc nằm ở vị trí 7. Như vậy chúng ta ghi số 7 ở đây. Tiếp theo, các bạn qua tham số thứ 3 là dấu phẩy. Ở tham số 3 này, các bạn sẽ đưa số lượng chữ cần lấy. Nếu các bạn nào chỉ đơn giản nhìn là chữ New là 3 chữ cộng với chữ dia là 4 chữ, 4 ký tự. Như vậy các bạn ghi ở đây là 7. Nếu đóng ngoặc lại, Enter, kết quả là chữ new mà chữ dia thì chỉ chữ R. Như vậy là sai. Cho nên nếu các bạn muốn thực hiện đúng thì các bạn phải sửa lại cái hàm mid lại như sau. Là chữ cần lấy chúng ta ngoài chữ new là 3 chữ, dia là 4 chữ. Vậy 3 cộng 4 là 7 thì chúng ta cần phải có khoảng trắng. Khoảng trắng vị trí 10 cũng là một ký tự. Như vậy để lấy được chữ new
khoảng trắng dưa chúng ta phải cung cấp là số ký tự đường lấy, tức là vị trí này là chúng ta phải là số 8, bao gồm 3 ký tự của chữ new, 4 ký tự của chữ dưa, 3 cộng 4 là 7 và thêm khoảng trắng là 8 ký tự. Như vậy khi enter kết quả mới đúng đó. Như vậy là các bạn lưu ý đây là hàm viết nó hơi khó xài nên các bạn phải lưu ý vì rất dễ gây nhầm lẫn. Các bạn nhìn lại cái đáp án của viết số 3. H18 là địa chỉ ô nên không đặt trong cặp dấu nháy kép. 78 là số cũng không đặt trong cặp dấu nháy kép. Như vậy, chốt lại ở ví dụ 3 là hàm mid sẽ lấy xử lý cái dạng dữ liệu dạng text ở ô H18 là nội dung này. Và tính từ trái sang phải, bắt đầu vị trí 7 là vị trí của chữ N và lấy đủ 8 ký tự. Tính từ vị trí 7 lấy đủ 8 ký tự thì kết quả sẽ được chữ New Year như chúng ta mong muốn. Các bạn cùng với Master Lan Dương hãy đến với hàm proper. Hàm proper tên hàm, và hàm proper này chỉ có một tham số. Công dụng hàm trả về kết quả là một ký tự alpha b nằm ở đầu mỗi từ. Trong chuỗi test được chuyển thành ký tự in hoa, các ký tự alpha b còn lại của từ đó là in thường. Các bạn quan sát ví dụ 1. Bằng proper mở ngoặc nháy kép Microsoft Excel nháy kép đóng ngoặc. Các bạn thấy ở giữa chữ Microsoft và Excel là có khoảng trắng. Như vậy, với các ghi hàm như vậy, kết quả sẽ là chữ Microsoft Excel. Trong đó chữ M được in hoa, còn các ký tự còn lại của cái từ Microsoft là biến thành in thường. Tương tự, chữ E nằm ở đầu chữ Excel được in hoa, còn các ký tự còn lại trong từ Excel sẽ in thường. Như vậy, với hàm proper này, chúng ta chỉ có một tham số và Excel sẽ thực hiện biến đổi cái dữ liệu text này thành kết quả như trên màn hình. Ở ví dụ số 2, H14 chứa nội dung Happy New Year 2020. H14 là ô này. Như vậy chúng ta ghi bằng proper H14. Khi đó H14 là địa chỉ ô chứa nội dung Happy New Year thì kết quả sẽ là chữ Happy New Year với chữ H nằm ở đầu từ Happy, N nằm ở đầu chữ New và Year nằm ở đầu của từ Year thì được in hoa. Các ký tự còn lại sẽ biến thành chữ thường. Riêng 2020 cũng là một từ, nhưng ở đây số 2 không phải là ký tự alpha B, cho nên 2 vẫn để nguyên là 2020. Chúng ta không có khái niệm là số 2 in thường, số 2 in hoa. Như vậy kết quả là được Happy New Year với các ký tự alpha B nằm ở đầu mỗi từ được in hoa như trên màn hình. Xin nhắc lại, trong một cái hàm nếu các bạn đưa vào dữ liệu dạng text thì đặt trong cặp dấu nháy kép, còn địa chỉ ô thì không đặt trong cặp dấu nháy kép. Ở đây là chúng ta đưa cái dữ liệu dạng text gián tiếp qua địa chỉ ô, mà địa chỉ ô thì ta không đặt trong cặp dấu nháy kép. Tiếp theo, các bạn cùng với Master Lan Dương đến với hàm upper. Hàm upper, cú pháp, tên hàm. Và hàm upper này chỉ có một tham số là dữ liệu text cần xử lý. Công dụng của hàm là trả về kết quả là tất cả các ký tự alpha b trong chuỗi text được chuyển thành ký tự in hoa. Các bạn quan sát ví dụ 1. Bằng upper mở ngoặc nháy kép Microsoft Excel nháy kép đóng ngoặc. Như vậy, với các ghi hàm này kết quả chỉ là Microsoft Excel được in hoa tất cả các ký tự nằm bên trong cái chuỗi text này. Như vậy tham số text là dữ liệu chúng ta đưa vào xử lý, và dữ liệu đây là dạng text nên đặt trong cặp dấu nháy kép. Ở ví dụ 2, OH14 chữa Happy New Year 2020, và quan sát
Vậy khi chúng ta ghi bằng upper H14. H14 là đang chứa nội dung này, nên kết quả sẽ là chữ Happy New Year, tất cả được in viết in hoa. Trong đó 2020 vẫn được ghi lại lý do 2020 không phải là ký tự alpha B. Chúng ta không khái niệm là số 2 viết in thường in hoa. Và bạn lưu ý H14 là địa chỉ ô nên không đặt trong dấu nhạc kép giống như là trong ví dụ 1. Ví dụ 1 là chúng ta đặt trực tiếp dưới biểu dạng text trong hàm nên phải đặt trong dấu nháy kép. Còn ví dụ 2 là địa chỉ ô gián tiếp nói về cái dữ liệu text này nên địa chỉ ô không đặt trong dấu nháy kép. Tiếp theo, các bạn cùng với Master Lan Dương hãy đến cái hàm xử lý text có tên là lower. Hàm lower, cú pháp hàm thứ nhất là tên hàm, thứ hai là hàm lower chỉ có một tham số. Công dụng hàm lower trả về kết quả là tất cả các ký tự alpha b trong chuỗi text được chuyển thành ký tự in thường. Các bạn quan sát ví dụ 1. Bằng lower mở ngoặc dấu nháy kép Microsoft Excel nháy kép đóng ngoặc, thì khi chúng ta ghi hàm như vậy kết quả sẽ là chữ Microsoft Excel được viết thành chữ in thường hết. Như vậy hàm lower chúng ta chỉ có một tham số. Ở ví dụ 2, H14 chứa nội dung Happy New Year như vậy và chúng ta ghi bằng lower mở ngoặc H14 thì kết quả sẽ là Happy New Year, tất cả các ký tự alpha b được chuyển thành chữ thường. Một lần nữa xác nhận lại là 2020 không phải là ký tự alpha b nên vẫn giữ nguyên. Và bạn lưu ý lần nữa xin nhắc lại là khi các bạn đưa dữ liệu dạng text vào trong hàm xử lý thì dữ liệu đó phải đặt trong cặp dấu nháy kép như ở ví dụ 1. Còn ví dụ 2 là các bạn đưa dữ liệu dạng text là chữ Happy New Year gián tiếp qua địa chỉ ô thì địa chỉ ô không đặt trong dấu nháy kép. Các bạn quan sát kỹ trên màn hình. Như vậy ở ví dụ 2 khác ví dụ 1 là các chúng ta đưa vào dữ liệu cho hàm xử lý. Ở trên là chúng ta đưa trực tiếp dữ liệu dạng text, còn ở dưới là chúng ta đưa gián tiếp dữ liệu text này qua địa chỉ ô, ở đây cụ thể là H14. Nào, tiếp theo các bạn cùng với Master Lan Dương hãy đến hàm xử lý dữ liệu text tiếp theo có tên là hàm len. Hàm len viết tắt của từ tiếng Anh là từ danh từ là len. Ở đây hàm len lấy 3 chữ đầu. Hàm len chỉ có một tham số là chuỗi text cần xử lý. Hàm len này công dụng hàm trả về số lượng ký tự trong chuỗi text, tức là đếm bao nhiêu ký tự trong chuỗi text, tính luôn khoảng trắng. Các bạn quan sát ví dụ 1. Bằng len mở ngoặc nháy kép Microsoft khoảng trắng Excel nháy kép đóng ngoặc. Như vậy kết quả chúng ta chữ Microsoft là 9 chữ, Excel là 5 chữ, như vậy tổng là 14 chữ, cộng khoảng trắng như vậy là 15 chữ. Như vậy kết quả chúng ta là kết quả là 15 vì có tính luôn khoảng trắng. Như vậy hàm len chỉ có một tham số đưa vào, đó là cái hàm chúng ta cần đo hay là đếm ký tự của cái dữ liệu đưa vào. Ở ví dụ 2, H14 là ô này chứa nội dung Happy New Year có các khoảng trắng giữa chữ Happy và chữ New, khoảng trắng giữa chữ New và chữ Year và khoảng trắng giữa chữ Year và 2020. Như vậy nếu các bạn ghi bằng len H14 tức là ô này thì hàm len trả về là 19, có tính luôn khoảng trắng. Toàn bộ các ký tự ở trong cái ô H14 kể cả khoảng trắng, như vậy là chúng ta có 19. Xin nhắc lại, khi đưa dữ liệu dạng text vào hàm xử lý thì phải đặt dữ liệu đó trong cặp dấu nháy kép như ở ví dụ 1. Còn ví dụ 2 là chúng ta đưa vào địa chỉ ô. Địa chỉ ô này là gián tiếp chứa cái dữ liệu text này thì địa chỉ ô không đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn lưu ý. Các bạn hãy đến ví dụ 3 của hàm len. OH18 chứa một dấu khoảng trắng hay là dấu cách thì hàm len cho kết quả là gì?
Đây các bạn quan sát H18 lỗ này ở đây, khoảng trắng các bạn quan sát ha, khi master lăng dương có khoảng trắng đó, khoảng trắng đây, đây là một khoảng trắng các bạn ha, một khoảng trắng. Enter. Như vậy nhìn mắt thường chúng ta thấy là cũng như không có gì, nhưng mà máy tính quản lý đó là khoảng trắng. Như vậy khi chúng ta gõ hàm len bằng len mở ngoặc, nhấp chuột vào ô H18, đóng ngoặc, enter, kết quả là 1. Như vậy là chứng tỏ rằng là cái ô H18 ở đây master lăng dương sẽ tô màu vàng cho các bạn dễ nhìn. Ở ô này tô màu vàng mà dễ nhìn, thì ô màu vàng này là có chứa một khoảng trắng. Đây các bạn quan sát một khoảng trắng đó, cái này thì máy nó mới thấy, còn mình thì mắt thường chúng ta nhìn vào thì tưởng rằng là không chứa gì cả, nhưng thực ra đó là một khoảng trắng. Thì một khoảng trắng cũng tính là một ký tự. Như vậy hàm len sẽ cho kết quả là 1. Tiếp theo chúng ta đến cái ví dụ thứ tư. Ở ô 20 H20, đây ô này H20, H20 là ô này, bác sĩ Đăng Dương sẽ ghi tô màu xanh cho các bạn dễ nhận dạng. Rồi ở màu xanh này thì ô H20 không chứa dữ liệu nào cả, thì hàm len cho kết quả là, bạn ghi thử ha, bằng len mở ngoặc, nhấp chuột vào ô H20, đóng ngoặc lại, kết quả enter là 0. Lý do ô màu xanh không chứa dữ liệu cả cho nên là hàm cho về là kết quả là 0. Như vậy các bạn và đã cùng Master Đăng Dương tìm hiểu hàm len. Tiếp theo các bạn cùng với Master Đăng Dương đến với hàm xử lý tác tiếp theo, đó là hàm trim. Hàm trim, tên hàm, và hàm trim này chỉ có một tham số. Công dụng, hàm trả về chuỗi text sau khi đã bỏ các khoảng trắng dư thừa trong chuỗi text, nghĩa là chỉ để lại một khoảng trắng ngăn cách giữa hai từ. Các bạn quan sát ví dụ 1, bằng trim mở ngoặc nháy kép, khoảng trắng rất nhiều ở đầu chữ Microsoft, khoảng trắng rất nhiều giữa chữ Microsoft và Excel, và đằng sau chữ Excel khoảng trắng nữa. Thì khi chúng ta ghi bằng trim như vậy, các bạn lưu ý Microsoft Excel là dữ liệu dạng text nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép, thì kết quả sẽ là chữ Microsoft Excel sẽ không có khoảng trắng dư thừa ở đầu, ở cuối, và giữa hai từ Microsoft Excel chỉ có một khoảng trắng mà thôi. Như vậy hàm trim sẽ xử lý chuỗi text đưa vào và cắt các khoảng trắng ở đầu, giữa và cuối. Đây ở đầu khoảng trắng dư thừa, ở giữa rất nhiều dư thừa, và ở cuối chỉ giữ lại một khoảng trắng giữa hai từ như ở trên màn hình. Ở ví dụ 2, H14 là ở này các bạn, chứa nội dung khoảng trắng happy, rất nhiều khoảng trắng new, nhiều khoảng trắng year, rất nhiều khoảng trắng 2020 và đằng sau khoảng trắng nữa. Thì khi bạn ghi bằng trim H14 hay là chúng ta xử lý cái địa chỉ ô H14 có chứa nội dung text, thì kết quả Excel sẽ xóa các cái khoảng trắng dư thừa ở đầu, ở giữa các từ chỉ giữ lại một khoảng trắng, và xóa khoảng trắng nằm ở sau của dữ liệu text đó. Kết quả sẽ là chữ Happy New Year rất là đẹp, là không có khoảng trắng ở đầu, giữa hai từ chỉ là một khoảng trắng và không có khoảng trắng đằng sau, rất là đẹp trai. Tiếp theo các bạn cùng với Master Đăng Dương đến với hàm xử lý dữ liệu text có tên là value. Hàm value chỉ có một tham số là dữ liệu text đưa vào. Công dụng của hàm là chuyển đổi chuỗi text đưa vào mà chứa các ký tự số thành dạng số. Các bạn quan sát ví dụ 1, bằng value mở ngoặc nháy kép 3, 4, 5, nháy kép đóng ngoặc. Như vậy hàm value này có một tham số là chuỗi text các bạn đưa vào. Đây là văn bản có ký tự 3, 4, 5. Các bạn lưu ý đây 3, 4, 5 đặt trong nháy kép là dữ liệu dạng text, nên các bạn không được đọc là 345 mà đọc là 3, 4, 5.
qua hàm value được biến thành số 345. Như vậy, với cùng là 345 nhưng dữ liệu text nằm trong nháy kép này, chúng ta không thực hiện được các phép tính gồm phi nhân chia. Còn 345 phía dưới, sau khi được hàm value biến đổi thành số 345 thì số phía dưới này chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia giống như trong một môn toán. Ở ví dụ 2, các bạn có ô H14 chứa dữ liệu dạng text là 9134. Như vậy, khi các bạn thực hiện hàm bằng value mở ngoặc H14, các bạn lưu ý H14 là địa chỉ ô nên không đặt trong dấu nháy kép, thì kết quả sẽ biến thành số 9134. Số này sẽ thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia giống môn toán. Còn số ở trong ô H14 các bạn đọc là 9134. Tiếp theo các bạn đến với ví dụ số 3. Giả sử ô H18 chứa dữ liệu văn bản dạng text là 9A134 nháy kép ở ô H18 là ô này. Thì khi các bạn ghi bằng value mở ngoặc H18 thì kết quả sẽ ra là một câu báo lỗi, đó là value, vì Excel không thể định giá được cái dữ liệu text này thành dạng số. Lý do, trong dữ liệu text này có chứa thêm các ký tự ngoài ký tự số, đó là chữ A, cho nên kết quả sẽ là value. Như vậy, trong cái dữ liệu text 9A134 này có chứa những ký tự không phải là thuần về số, không phải các tự số. Nghĩa là Excel không thể nào suy được A là số 3, số 5, số nào được cả, nên Excel thông báo một cái câu, đó là dấu thăng value, tức là giá trị đưa vào là không hợp lệ. Các bạn lưu ý. Như vậy, các bạn cùng Master Lân Dương đã nghiên cứu xong hàm value.
Tiếp theo, các bạn cùng với Master Lăng Dương đến với bài thực hành áp dụng số 1. Ở trên màn hình là một bảng tính đề cập đến vấn đề khuyến mãi giảm giá máy vi tính. Trong bảng tính này gồm các thông tin như sau: cột số tự, cột mã máy, cột hãng sản xuất, cột đơn giá tính bằng triệu, ví dụ ở đây 18 triệu, 20 triệu, 16 triệu, cột giảm giá tính phần trăm, cột thành tiền. Và ở dưới đấy là thống kê số lượng loại máy được giảm 10%. Các bạn hãy đến yêu cầu xử lý dữ liệu. Ở yêu cầu A, hãng sản xuất là lấy 4 ký tự đầu của mã máy. Đây, nơi đây các bạn sẽ thực hiện cái câu A và lấy 4 ký tự đầu của mã máy ở bên cột B đặt vào đây. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện. Sau 1 phút, các bạn cùng với Master Đăng Dương thực hiện yêu cầu A. Để thực hiện yêu cầu A, các bạn sẽ phải lựa chọn hàm nào trong các hàm left, right, mid, proper, upper, lower, vân vân. Thì các bạn phân tích, ở mã máy chúng ta có một dữ liệu dạng văn bản. Thì yêu cầu của bài là lấy 4 ký tự đầu của mã máy. Đầu tức là ở vị trí này, nghĩa là vị trí bên trái của dữ liệu assert dấu cách S510UA và lấy 4 ký tự. Như vậy ở đây chúng ta phải dùng hàm left vì nằm bên trái của ô. Các bạn đặt Ctrl O ở đây, các bạn gõ dấu bằng, các bạn gõ left, mở ngoặc đơn. Khi các bạn mở ngoặc đơn, lập tức Excel hướng dẫn các bạn hàm left có hai thành phần tham số, trong đó text là dữ liệu văn bản cần đưa vào xử lý, chính là ô B4. Các bạn thấy B4 là địa chỉ ô nên không đặt trong cặp dấu nháy kép. Tiếp theo, các bạn gõ dấu phẩy để qua thành phần tham số thứ hai. Thì ở đây chính là nơi các bạn sẽ cung cấp số lượng ký tự cần lấy. Thì căn cứ vào yêu cầu của đề bài, các bạn lấy 4 ký tự đầu, tức là 4 ký tự bên trái. Do vậy ở đây các bạn ghi số 4. Các bạn đóng ngoặc lại. Mất hướng dẫn, nghĩa là thành công hàm left, các bạn enter. Như vậy chúng ta có chữ assert là 4 ký tự đầu của mã máy. Và để thực hiện cho đẹp, các bạn có thể canh giữa. Sau đó các bạn sao chép xuống cho những mã máy phía dưới. Đây, 4 ký tự đầu assert, assert, assert. Đây là các tên hãng máy tính sản xuất trên thế giới về máy để bàn cũng như là về laptop rất nổi tiếng. Vậy bạn quan sát lại hàm left. Một chút xíu ôn lại hàm left. Hàm left gồm tham số nhất, đó là cái chuỗi cần xử lý. Ở đây là B4. Chuỗi này là chuỗi assert khoảng trắng S510UA. Và 4 là số lượng ký tự cần lấy tính từ trái sang phải. Chúng ta enter. Tiếp theo các bạn đến câu B, giảm phần trăm. Nếu đơn giá từ 20 triệu trở lên thì ghi 5%, từ 15 đến dưới 20 triệu thì ghi 8%, còn lại tức là dưới 15 triệu thì ghi 0%. Trong câu B này các bạn phân tích như ở các video lúc trước mà Master Lăng Dương đã đăng, các bạn xem lại, thì khi chúng ta dùng hàm if trong tình huống này, chúng ta có 3 trường hợp là 5%, 8% và 10%, thì chúng ta có 3 trường hợp thì dùng 2 if lồng vào nhau.
Các bạn có một phút để suy nghĩ cách thực hiện. Sau một phút suy nghĩ, các bạn cùng với Master Lăng Dương thực hiện yêu cầu B. Các bạn nhấp chuột vào vị trí OE4. Các bạn gọi dấu bằng. Như các video hướng dẫn trước, Master Lăng Dương đã hướng dẫn các bạn là trong một câu dùng hàm if mà có 3 tình huống thì chúng ta sẽ dùng 2 hàm if lồng nhau. Cách thực hiện như sau, các bạn gõ if mở ngoặc. Lúc đó Excel sẽ hiện ra hướng dẫn hàm if này có 3 thành phần. Đầu tiên thành phần 1 là biểu thuyết điều kiện. Ở đây chúng ta căn cứ vào đơn giá để suy ra giá giảm. Ở đây đơn giá là ô D4. Chúng ta diễn đạt yêu cầu từ 20 triệu trở lên. Tức là ở đây chúng ta ghi lớn hơn hoặc bằng 20. Đó, tức là chúng ta đã diễn tả được cái lời văn yêu cầu ở đây, điều kiện từ 20 triệu trở lên thì ghi 5%. Để kết thúc điều kiện này, các bạn gọi dấu phẩy. Khi đó Excel sẽ hướng dẫn ta thực hiện thành phần thứ hai, đó là chúng ta ghi 5%. Để bắt đầu thành phần thứ ba của hàm if này, các bạn gọi dấu phẩy. Thành phần 3 này là chúng ta phải thực hiện một hàm if nữa để diễn đạt cho hai cái điều kiện từ 15 đến dưới 20 triệu để ghi 8% và còn lại là ghi 10%, tức là dưới 15 triệu là 10%. Như vậy chúng ta lại tiếp tục dùng một hàm if để diễn đạt hai cái tình huống này. Các bạn ghi if mở ngoặc. Tiếp tục chúng ta vẫn xét cái đơn giá là D4. Ở đây chúng ta chỉ cần ghi điều kiện là từ 15, tức là lớn hơn bằng, ở đây bạn ghi 15, mà chúng ta không cần quan tâm đến điều kiện dưới 20 triệu. Lý do khi chúng ta dùng hai if lồng nhau, nếu Excel thực hiện đến if này, nghĩa là D4 chắc chắn nó đã không thỏa điều kiện là lớn hơn bằng 20, nghĩa là D4 đã nhỏ hơn 20. Như vậy chúng ta ráp với cái ý này là dưới 20 triệu nè, nhỏ 20 triệu nè. Như vậy chúng ta chỉ cần là quan tâm đến điều kiện là từ 15 trở lên, vậy ghi lớn 15. Khi đó Excel tự động hiểu là đã nhỏ 20 triệu rồi, nên chúng ta sẽ không cần ghi cái ý 20 triệu dưới 20 triệu ở chỗ này. Và khi đó các bạn gọi dấu phẩy để bắt đầu thành phần thứ hai của hàm if bên trong. Như vậy với cái tình huống này, các bạn sẽ ghi là 8% ở đây. Và để kết thúc thành phần 2, các bạn gọi dấu phẩy, Excel sẽ tô đậm cái thành phần thứ ba là ở đây chúng ta ghi cái kết quả còn lại là 10%. Các bạn ghi đây là 10%. Để kết thúc hàm if bên trong này, tức là chúng ta thực hiện dấu đồng ngoặc. Khi đó hàm if trong đã được hoàn thành. Bây giờ Excel tiếp tục hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải thực hiện nốt cái hàm if ở ngoài bằng cách là các bạn đóng dấu ngoặc lần nữa. Như vậy sẽ mất hướng dẫn, nghĩa là chúng ta đã làm xong hàm if. Các bạn lưu ý, cho dù các bạn viết hàm if như thế nào thì đều đảm bảo rằng là một hàm if có 3 thành phần. Cụ thể, hàm if ngoài dài như vậy nó có 3 thành phần. Thứ nhất là điều kiện, thứ hai là thành phần khi điều kiện đúng, và thứ ba là cái thành phần giá trị khi điều kiện sai. Tới lượt if bên trong này lại có 3 thành phần. Thứ nhất là điều kiện, thứ hai là thành phần khi điều kiện D4 lớn bằng 15 đúng, và thành phần thứ ba khi điều kiện D4 lớn bằng 15 là sai. Như vậy, mỗi hàm if đều phải có đủ 3 thành phần. Như trong các video bài giảng lúc trước mà Master Lân Dương đã đăng, các bạn xem lại để ôn lại hàm if. Mỗi hàm if đều có 3 thành phần. Và để kết thúc hàm if này, các bạn gọi Enter. Các bạn quan sát tại sao ở đây mặt hàng này đã được giảm 8%, tức là 0.08. Lý do mặt hàng này có đơn giá là
từ 15 đến dưới 20 nên được giảm 8%, thì Excel phiên ra là 0,08, tức là 8%. Các bạn sẽ sao chép xuống cho những ô phía dưới. Kết quả các bạn thấy là các cái mặt hàng được giảm giá tương ứng. Ở đây ví dụ mặt hàng này được giảm 10%, tức là 0,1. Vì sao? Vì mặt hàng này có đơn giá là dưới 15 triệu, tức là được giảm 10%, tức là 0,1. Như vậy các bạn xem lại hàm ý lồng nhau chúng ta vừa thực hiện ở câu B. Các bạn lưu ý luôn luôn một hàm ý đều phải có 3 thành phần. Để master lăng dương phóng to lên để các bạn dễ quan sát. Hàm ý phải có 3 thành phần. Tiếp theo, các bạn đến thực hiện câu C, thành tiền. Thành tiền bằng đơn giá trừ giá giảm tương ứng theo phần trăm giảm. Đây, thành tiền ở vị trí này. Để thực hiện yêu cầu C, các bạn gõ vô bằng. Các bạn lấy đơn giá của mặt hàng này là vị trí đây, 18 triệu. Các bạn trừ giá giảm tương ứng theo phần trăm giảm. Phần trăm của mặt hàng này là đây, là 0,8, tức là 0,08, tức là 8%. Thì đây mới là cái tỷ lệ giảm thôi. Các bạn phải nhân với đơn giá. Như vậy kết quả thực hiện câu C là bằng D4 trừ E4 nhân D4. D4 là đơn giá ban đầu, còn phần trăm là E4 nhân với đơn giá được giảm. Như vậy chúng ta có công thức như trên màn hình. Các bạn có enter. Với kết quả này nghĩa là ban đầu mặt hàng này là 18 triệu nhưng được giảm 8%, tức là 0,08, thì được trả thì còn trả là 16.560.000. Các bạn sao chép xuống cho các ô phía dưới. Kết quả như trên màn hình. Các bạn quan sát lại công thức. Tiếp theo, các bạn đến câu thống kê số lượng loại máy được giảm 10%. Các bạn thấy trong đây chỉ có mặt hàng này được giảm 10%, tức là 1, nghĩa là có một mặt hàng. Và chúng ta thực hiện công thức như sau. Các bạn để con trỏ ô ở ô D12. Ở đây thực chất đó là câu đếm. Mà muốn đếm, các bạn thực hiện các hàm trong Excel gồm có hàm count, count x và count a. Trong ba hàm count này, các bạn dùng hàm nào? Xin nhắc lại, để thực hiện phép đếm trong Excel, các bạn dùng các hàm như sau là hàm count hoặc hàm count a hoặc hàm count x. Như vậy trong ba hàm count này các bạn dùng hàm nào? Các bạn có 30 giây để suy nghĩ. Trong tình huống này, chúng ta phải đếm số lượng loại máy mà thỏa điều kiện là giảm 10%. Như vậy, đây là điều kiện nên chúng ta sử dụng hàm count if. Nào, các bạn thực hiện nhé. Các bạn đặt con cho ô ở vị trí này, các bạn ghi vô bằng. Các bạn gõ count if, mở ngoặc. Khi các bạn gõ count if, mở ngoặc, thì Excel hướng dẫn các bạn là hàm thuế có hai thành phần. Thứ nhất là vùng cần thực hiện việc thống kê hoặc là đếm. Thì vùng đó là vùng này các bạn, vùng giảm giá. Bởi vì chúng ta đang thực hiện là thông tin về giảm giá. Đây là vùng range. Để bắt đầu cái tham số thứ hai là điều kiện criteria, các bạn gõ dấu phẩy. Ở đây các bạn ghi điều kiện nháy kép 10%, các bạn ghi như vậy cũng được. Hoặc các bạn có thể phiên ra là 0,1 cũng được, đóng ngoặc. Như vậy ở đây chúng ta có vùng cần thực hiện là vùng giảm giá là cột E, vị trí E4 đến E11. D
điều kiện là 0,1, tức là 10% các bạn enter. Kết quả là 1, lý do đây có một mặt hàng được giảm thôi. Ở đây các bạn có thể ghi là 10% cũng được, các bạn ghi 10% enter. Như vậy tất cả cũng ra là 1. Đây chính là đáp án của câu D. Thống kê hay là đếm số lượng loại máy được giảm 10%. Như vậy các bạn đã cùng với Master Đăng Dương thực hiện bài thực hành áp dụng số 1. Trong đó câu hãng sản xuất là chúng ta áp dụng hàm LEP vừa thực hiện và được hướng dẫn ở phần đầu của video. Master Đăng Dương mời các bạn đến với bài thực hành áp dụng số 2. Chủ đề về cửa hàng sách. Ở trên màn hình là một bảng tính gồm các thông tin như sau: số thứ tự, mã sách, tên sách, lớp, đơn giá, số lượng, giảm giá và thành tiền. Các bạn đến với yêu cầu xử lý dữ liệu A là lớp, là vị trí này. Lớp theo yêu cầu là ký tự cuối cùng của mã sách. Các bạn quan sát mã sách ở khu sách đầu tiên, đó là D1-6. Đây chính là một dữ liệu dạng text. Theo yêu cầu của đề là chúng ta lấy ký tự cuối cùng của mã sách. Như vậy đây là dữ liệu text, chúng ta lấy ký tự cuối cùng ở bên tay phải. Như vậy ở đây chúng ta phải dùng hàm write. Cách thực hiện như sau: các bạn gõ vô bảng, các bạn ghi hàm write, mở ngoặc. Khi mở ngoặc, Excel hướng dẫn hàm write gồm có hai thành phần. Thành phần 1 là cái dữ liệu text cần xử lý. Ở đây đó là ô B4. Tiếp theo các bạn gõ dấu phẩy qua thành phần thứ hai, đó là số lượng ký tự cần lấy. Theo yêu cầu của đề là ký tự cuối cùng. Ở đây ngầm hiểu là một ký tự cuối cùng. Như vậy ở đây chúng ta lấy số 6. Số 6 nằm bên tay phải và là một ký tự, nên chúng ta thực hiện ghi ở đây là một, nghĩa là lấy một ký tự tính từ phải qua trái của mã sách. Sau đó các bạn đóng ngoặc, các bạn gõ enter. Sau đó các bạn sao chép công thức này là cái hàm write xuống phía dưới cho các mã sách tiếp theo. Như vậy chúng ta đã lấy được ký tự cuối cùng trong mã sách và đưa qua cột lớp. Ở đây là lớp 6, lớp 9, lớp 7, vân vân. Các bạn quan sát lại, hàm write được thực hiện để giải quyết yêu cầu của câu A. Hàm write gồm có hai thành phần, đó là dữ liệu text cần xử lý, tiếp theo là số lượng ký tự chúng ta cần lấy từ cái dữ liệu text này. Để Master Đăng Dương phóng to cho các bạn dễ quan sát, hàm write. Các bạn gõ enter. Để định dạng cho đẹp, các bạn đánh dấu khối và chọn chức năng canh giữa. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong câu A của yêu cầu. Master Đăng Dương mời các bạn đến với yêu cầu giảm giá của bài tập thực hành áp dụng số 2. Yêu cầu giảm giá được nêu ở trên màn hình. Như vậy, với yêu cầu giảm giá này, chúng ta có 3 mức giảm giá là 10%, 5% và 0%. Để thực hiện yêu cầu này, các bạn sẽ dùng hai hàm if lồng nhau. Lý do ở đây chúng ta có 3 cái trường hợp thì các bạn dùng hai hàm if lồng vào nhau. Các bạn có thể xem lại các video bài giảng về hàm if lồng nhau mà Master Đăng Dương đã đăng để các bạn hiểu thêm về sử dụng các hàm if lồng vào nhau. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện câu giảm giá.
Sau 1 phút, các bạn cùng Master Lăng Dương thực hiện câu giảm giá. Các bạn nhấp chuột vào vị trí ô G4 là vị trí này. Sau đó các bạn gõ bằng if mở ngoặc. Khi mở ngoặc, các bạn thấy Excel hướng dẫn chúng ta hàm if có 3 thành phần cách nhau bởi 2 dấu phẩy. Để giảm giá thì căn cứ vào số lượng. Số lượng của sách hướng dẫn tin học nằm ở ô F4, các bạn nhấp chuột ở đây. Chúng ta tiếp tục diễn tả cái ý từ 30 trở lên. Vậy các bạn ghi phép so sánh là lớn hơn hoặc bằng 30. Tiếp theo, để kết thúc điều kiện này, các bạn gõ dấu phẩy. Khi đó Excel sẽ hướng dẫn chúng ta cung cấp thành phần thứ hai qua if. Để đây chính là ghi là 10%, các bạn ghi vô 10%. Để kết thúc thành phần thứ hai, các bạn gõ dấu phẩy. Khi đó Excel sẽ hướng dẫn chúng ta cung cấp thành phần thứ ba. Thành phần thứ ba này chúng ta phải diễn tả cái hai tình huống, đó là 5% và 0%. Như vậy hai tình huống thì các bạn dùng một hàm if, các bạn ghi if. Lưu ý các bạn, chúng ta không được ghi bằng if đây nữa, mà chúng ta ghi là if luôn. Các bạn lưu ý bỏ dấu bằng. If mở ngoặc. Tiếp tục căn cứ vào số lượng. Số lượng là ô F4, các bạn nhấp chuột ở đây. Từ 20 đến dưới 30 thì các bạn ghi lớn hơn bằng 20. Ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái ý là từ 20 trở lên, mà không cần quan tâm đến dưới 30. Lý do khi Excel xử lý đến hàm if này thì F4 không thể nào lớn hơn hoặc bằng 30 ở đây. Nghĩa là F4 chắc chắn nhỏ hơn 30 hay là dưới 30. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm là F4 lớn bằng 20 theo yêu cầu ở đây, mà không cần quan tâm đến dưới 30, vì Excel tự động hiểu cái điều kiện này. Nên các bạn chỉ cần là ghi F4 lớn bằng 20. Để kết thúc điều kiện này, các bạn gõ dấu phẩy, khi đó Excel sẽ qua thành phần thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ ghi là 5%. Vậy đây chúng ta ghi là 5%. Để kết thúc thành phần thứ hai này, các bạn gõ dấu phẩy. Khi đó Excel sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp thành phần thứ ba của hàm if này. Đó chính là các bạn ghi 0%. Mà 0% tức là 0, thì các bạn ghi ở đây là 0 luôn. Để kết thúc hàm if bên trong này, các bạn gõ dấu đồng hoặc tròn. Như vậy Excel đã nhắc chúng ta là đã hoàn thành xong hàm if bên trong. Bây giờ tiếp theo Excel nhắc chúng ta là hãy thực hiện hoàn thành hàm if ở ngoài. Để thực hiện hoàn if ở ngoài này hoàn thành, các bạn chỉ cần là đóng hoặc tròn tiếp theo ở đây. Và khi đó Excel đã nhắc chúng ta rằng là chúng ta đã làm xong hai hàm if lồng vào nhau. Các bạn lưu ý, cho dù mình viết hàm if như nào thì đều phải đảm bảo rằng một hàm if là có 3 thành phần. Ví dụ ở trên màn hình, hàm if ở ngoài gồm có thành phần 1 là điều kiện, thành phần 2 là giá trị khi điều kiện đúng, và thành phần 3 là giá trị khi điều kiện sai. Tiếp tục tới hàm if bên trong, chúng ta lại có 3 thành phần. Thứ nhất đó là cái điều kiện. Thành phần thứ hai là giá trị trả về khi điều kiện đúng, và thành phần thứ ba là giá trị trả về khi điều kiện là sai. Như vậy mỗi hàm đều phải có 3 thành phần khi chúng ta dùng các hàm if lồng vào nhau. Đây là kết quả thực hiện hàm if lồng nhau để thực hiện câu giảm giá. Các bạn quan sát trên màn hình. Các bạn gõ Enter. Để Master Lăng Dương phóng to, các bạn có thể dễ quan sát. Đây là hai hàm if lồng vào nhau để giải quyết cho câu giảm giá ở phía dưới. Các bạn gõ Enter. Nào, chúng ta quan sát. Ở đây, sách hướng dẫn tin học được giảm 10% tích hợp 1 vì sao? Vì số lượng là từ 30 trở lên nên ghi là 10%, tức là 0,1. Để thực hiện cho các sách ở phía dưới, các bạn sao chép bằng cách nhấp chuột vào nút phi Undo và kéo xuống phía dưới đây. Các bạn quan sát thử. Ví dụ ở đây, tại sao sách để học tốt ngữ văn là không giảm giá, tức là giảm không có phần trăm giảm. Nghĩa là ở đây số lượng sách là có 10 tức là dưới 20, nên là không được giảm giá ở đây vì mua ít. Còn các sách khác thì đúng theo yêu cầu của
cửa hàng sách. Các bạn quan sát lại hai hẻm bếp đồng nhau. Tiếp theo, các bạn đến yêu cầu C, thành tiền. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá và được giảm giá theo tỷ lệ ở cột giảm giá này. Các bạn có 1 phút suy nghĩ cách thực hiện. Sau 1 phút, các bạn cùng với Master Lăng Dương thực hiện yêu cầu thành tiền. Các bạn chọn nhấp chuột vào ô H4. Sau đó các bạn gõ dấu bằng. Ở đây chúng ta nhấp vào số lượng là cột F4. Nhân đơn giá, các bạn gõ dấu hoa thị ở vị trí này. Đơn giá là ô E4. Ở đây là số lượng nhân đơn giá, là số tiền phải trả khi mua đầy đủ. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một câu là được giảm giá theo tỷ lệ ở giảm giá ở đây. Ở đây sách hướng dẫn tin học được giảm 10%. Như vậy chúng ta phải làm như sau. Chúng ta nhân với tỷ lệ. Chúng ta không được nhân trực tiếp với giảm giá 10%, mà chúng ta phải làm như sau. Chúng ta gọi giảm giá, đây là nội dung giá tiền được giảm. Còn ở đây chúng ta là thành tiền, là cái số tiền chúng ta phải trả. Cho nên là giảm 10% nghĩa là chúng ta phải trả phần còn lại, nghĩa là các bạn ghi mở ngoặc, các bạn ghi 100% trừ đi giảm giá ở đây là 10%, các bạn đóng ngoặc lại. Đây chính là công thức để tính tiền mà khách hàng phải trả khi được giảm 10%. Các bạn gõ Enter. Đây là số tiền mà khách hàng phải trả khi được giảm giá 10% trên cái đơn giá. Các bạn sao chép xuống cho các vị trí phía dưới. Các bạn quan sát lại công thức thực hiện giảm giá. Ở đây chúng ta có F4 là số lượng, là vị trí này trong yêu cầu. Chúng ta nhân E4 là đơn giá, E4 là đơn giá, các bạn nhân lại với nhau. Nhưng chúng ta phải thực hiện cái yêu cầu giảm giá. Ở đây giảm giá của sách là cột G. Như vậy phần giảm giá là 0,1, tức là 10%. Như vậy chúng ta phải trả là 100% trừ phần giảm giá. Nghĩa là ở đây cụ thể sách hướng dẫn tin học phải trả là 100% trừ 10%, nghĩa là phải trả 90% còn lại. Tương tự các cuốn sách khác cũng vậy. Các bạn gọi Enter. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái yêu cầu thành tiền. Mời các bạn đến với yêu cầu thống kê số mã sách được giảm 10% ở vị trí này. Để thực hiện thống kê hay là đếm số mã sách được giảm giá thì các bạn dùng các hàm count, count A hoặc count if. Thì trong tình huống này chúng ta có điều kiện là 10% nên chúng ta phải dùng hàm count if. Cách thực hiện như sau. Các bạn đặt control ô ở ô E14, các bạn gõ dấu bằng. Các bạn gõ count if mở ngoặc. Khi mở ngoặc các bạn thấy Excel sẽ gợi chúng ta là hàm count if gồm có hai thành phần. Thứ nhất là cái vùng chúng ta cần đếm hoặc là thống kê. Đây chính là cái vùng giảm giá là chỗ này. Các bạn kéo chuột xuống từ ô G4 đến ô G13. Sau đó các bạn gõ dấu phẩy để qua phần điều kiện. Điều kiện thì trong Excel gọi là criteria. Ở đây các bạn sẽ cung cấp cái điều kiện bằng cách các bạn mở dấu nháy kép, các bạn ghi 10%. Các bạn lưu ý trong hàm count if thì mặc dù điều kiện là con số nhưng vẫn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Đấy là cái điều mà hơi lạ so với những quy ước trong Excel. Để kết thúc hàm count if, các bạn sẽ đóng ngoặc lại. Như vậy đã mất phần hướng dẫn, nghĩa là chúng ta thực hiện xong, các bạn gọi Enter. Như vậy chúng ở đây chúng ta có 4
mà sách được giảm 10%. Cụ thể là sách thứ nhất là hướng dẫn tin học 10% tức là khối 1, phát triển toán là cuốn sách thứ hai, để học tốt môn toán là cuốn sách thứ ba, và ngữ văn nâng cao là cái bốn cái mã sách là được giảm 10%. Và kết quả là 4. Đây các bạn coi, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Vậy có 4 mã sách được giảm 10%. Kết quả là ở vị trí này. Các bạn hãy xem lại hàm cao ít để thực hiện cho câu D ở vị trí này. Các bạn gọi Enter. Master Lan Dương mời các bạn đến với bài tập thực hành áp dụng số 3. Ở trên màn hình là bảng tính về doanh thu bán TV tháng 5 và tháng 6 năm 2020 của một cửa hàng điện máy. Ở trên màn hình chúng ta có bảng tính gồm các thông tin như sau. Thứ nhất là ngày bán, mã hàng, mã hiệu, nhãn hiệu, loại hàng, số lượng, đơn giá, trị giá, thuế và thành tiền. Nào các bạn hãy cùng Master Lan Dương đến với yêu cầu A, mã hiệu. Mã hiệu là ký tự thứ 3 và thứ 4 trong mã hàng. Các bạn quan sát mã hàng nằm ở cột B. Ở đây, ở cái mặt hàng đầu tiên chúng ta có mã hàng là 29 TAN. Thì trong cái mã hàng này chúng ta cần lấy là mã hiệu, đó là hai ký tự mà Master Lan Dương đã gạch chân và tô đậm, đó là chữ P và chữ A. Tính từ trái sang phải thì 2 là vị trí 1, 9 là vị trí 2, P là vị trí 3 và A là vị trí 4 trong mã hàng. Nhiệm vụ các bạn phải lấy được chữ PA đặt ở mã hiệu ở đây. Các bạn thấy mã hàng đều có 5 ký tự, trong đó 2 ký tự thứ 3 và thứ 4 đó là mã hiệu. Còn ký tự cuối cùng đó là ký hiệu trong nước, là nhập khẩu hoặc là trong nước, chúng ta sẽ xử lý ở các câu sau. Tóm lại ở đây các bạn cần phải chữ PA đặt vào vị trí này. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện. Sau 1 phút, các bạn cùng với Master Lan Dương thực hiện yêu cầu A, mã hiệu. Để thực hiện, các bạn nhấp chuột vào ô C4. Ở đây, chúng ta sẽ lấy từ mã hàng. Mà mã hàng ở đây đó là một dữ liệu dạng văn bản gồm có 5 ký tự. Chúng ta sẽ lấy ký tự thứ 3 và thứ 4. Cách thực hiện như sau. Các bạn đặt Ctrl ở ô C4, các bạn gõ dấu bằng. Ở đây chúng ta xử lý dữ liệu dạng text gồm có hàm left, hàm right, hàm mid, vân vân. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta phải thực dụng hàm mid vì lý do là nội dung cần lấy nằm ở bên trong lưng chừng ở trong cái dữ liệu dạng text này. Các bạn gõ mid, mở ngoặc. Khi mở ngoặc ra, lập tức Excel sẽ gợi ý chúng ta hàm mid có 3 thành phần tham số. Đầu tiên đó là cái dữ liệu dạng text cần xử lý, đó chính là ô B4. Tiếp theo, để thực hiện cái tham số thứ hai, các bạn gọi dấu phẩy. Excel sẽ tô đậm tham số thứ hai. Tham số thứ hai chính là cái vị trí bắt đầu cần lấy của cái ô B4 ở đây. Thì chúng ta lấy chữ PA, SA, SO vân vân. Thì chữ P cũng như các chữ S vân vân nằm ở vị trí thứ ba, tính từ trái sang phải. Như vậy chúng ta ghi số 3. Phẩy. Ở tham số tiếp theo chúng ta phải cung cấp là số lượng ký tự cần lấy. Thì ở đây theo yêu cầu là chúng ta lấy ký tự thứ hai, thứ ba và thứ tư, tức là 2 ký tự. Nghĩa là từ vị trí chữ P là vị trí 3, các bạn cần phải tính từ B lấy đủ 2 ký tự, nghĩa là chữ P và chữ A là 2 ký tự. Vậy ta ghi là số 2 là 2 ký tự. Sau đó các bạn đóng ngoặc. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hàm mid. Các bạn enter. Như vậy chúng ta lấy được chữ PA nằm ở mã hàng đi qua. Các bạn quan sát lại hàm mid. Hàm mid nhắc lại gồm có 3 thành phần. Thứ nhất là dữ liệu dạng text cần xử lý, là tham số đầu tiên. Tiếp theo
đó là vị trí bắt đầu lấy ký tự. Ở đây chúng ta bắt đầu vị trí 3, bởi vì 2 là vị trí 1, 9 là vị trí 2, thì P là vị trí 3. Và từ vị trí 3 này các bạn lấy 2 ký tự gồm chữ P, chữ A, tức là vị trí 3, vị trí 4. Vậy các bạn ghi đây là số 2. 2 ở đây tức là số lượng ký tự cần lấy. Như vậy các bạn enter. Sau đó các bạn sao chép xuống cho các hàng phía dưới. Như vậy ta lấy được là thành công 2 ký tự thứ 3 và thứ 4 trong các mã hàng. Các bạn để máy tay bằng đăng dương phóng to để các bạn quan sát lại cái hàm bit này. Như máy tay đăng dương đã đề cập ở phần đầu của video thì hàm bit hơi khó xài vì rất dễ gây nhầm lẫn cho các bạn. Các bạn gõ enter. Và để cho đẹp, các bạn đánh dấu lại cái mã hiệu các bạn canh giữa. Tiếp theo, các bạn đến câu B là nhãn hiệu. Tiếp theo, Master Lan Dương cùng các bạn đến với yêu cầu B là nhãn hiệu. Ở trên màn hình các bạn thấy chúng ta có 3 trường hợp, đó là nếu PA thì là Panasonic, nếu mã hiệu là SA là Samsung và nếu SO là Sony. Như vậy chúng ta có 3 tình huống hay là 3 trường hợp thì các bạn dùng hai hàm if lồng vào nhau. Các bạn có thể xem lại các video bài giảng của Master Lan Dương về các hàm if lồng vào nhau để các bạn hiểu nguyên tắc cũng như cách thực hiện khi các bạn lồng các hàm if vào với nhau. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện câu nhãn hiệu ở trong bài tập áp dụng số 3 này. Sau 1 phút, các bạn của Master Lan Dương thực hiện yêu cầu B nhãn hiệu. Các bạn nhấp chuột vào vị trí ô B4. Các bạn ghi bằng if mở ngoặc. Ở đây nhãn hiệu là căn cứ vào mã hiệu. Mã hiệu là ô C4. Ô này các bạn, C4, bạn nhấp chuột vào. Mình diễn tả nếu mã hiệu là PA. Chữ là trong câu văn này chính là dấu bằng trong bộ môn toán. Các bạn ghi bằng ở đây. PA là điều kiện, PA là chữ, là văn bản, nên các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn ghi PA nháy kép đóng ngoặc. Để kết thúc điều kiện, các bạn gõ dấu phẩy, lập tức Excel sẽ qua thành phần thứ hai. Các bạn quan sát, Master Lan Dương gõ dấu phẩy, lập tức Excel sẽ qua bên vị trí này, yêu cầu ta cung cấp thành phần thứ hai và biết. Đó chính là câu Panasonic, mà Panasonic là dạng văn bản, dạng test, nên các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn gõ nháy kép Panasonic, đóng nháy kép. Để kết thúc thành phần thứ hai này, các bạn gõ dấu phẩy, lập tức các xe sẽ qua thành phần thứ ba. Thành phần thứ ba là các bạn phải diễn tả hai trường hợp còn lại là SA là Samsung, Sony là SO là Sony. Để giải quyết hai trường hợp thì bạn dùng một if. Các bạn gõ if mở ngoặc. Tiếp tục các bạn nhấp chuột vào mã hiệu là SA, là tức là dấu bằng. Các bạn gõ dấu bằng nháy kép, vì SA là dạng test nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Đóng nháy kép phẩy. Tiến hành thực hiện thành phần số 2 của cái if bên trong này, đó chính là chữ Samsung. Tương tự, Samsung là dữ liệu dạng văn bản nên ta muốn đưa vào hàm xử lý, chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Bạn ghi Samsung, đóng nháy kép. Để kết thúc thành phần thứ hai, các bạn gõ dấu phẩy và khi đó sẽ yêu cầu ta thực hiện cung cấp thành phần số 3, đó chính là cái trường hợp còn lại là chữ Sony. Sony là dạng văn bản text, muốn đưa vào hàm xử lý các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn ghi Sony, đóng nháy kép. Để kết thúc thành phần thứ ba này cũng như kết thúc cái hàm bit bên trong này, các bạn đóng dấu ngoặc tròn. Như vậy Excel đã kết thúc cái thành phần if bên trong này. Tiếp theo,
Excel nhắc chúng ta hãy hoàn thiện cái hàm ý ở ngoài ban đầu. Muốn như vậy các bạn chỉ cần đóng ngoặc tròn, như vậy sẽ mất cái hướng dẫn ở đây, nghĩa là chúng ta đã thực hiện xong hai hàm ý lồng nhau. Các bạn lưu ý là ở đây cho dù chúng ta viết hàm ý như thế nào thì chúng ta đều đảm bảo rằng một hàm ý có 3 thành phần, như video bài giảng về hàm ý các bạn xem ở các video bài giảng trước mà Master Đăng Dương đã thực hiện. Các bạn quan sát lại hai hàm ý lồng nhau để thực hiện cho câu B nhãn hiệu. Các bạn lưu ý thành phần nào mà là dạng text phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Ở đây C4 là địa chỉ ô nên không được đặt trong nháy kép. SA, Samsung, Sony, v.v. phải đặt trong cặp dấu nháy kép như ở trên màn hình. Các bạn gọi Enter. Sau đó các bạn sao chép xuống cho các mã hàng phía dưới. Đây các bạn thấy PA là Panasonic, SA là Samsung, SO là Sony, vân vân. Chúng ta làm rất chính xác. Tiếp theo, Master Đăng Dương cùng các bạn đến câu hỏi C là loại hàng. Ở câu hỏi này yêu cầu nếu ký tự cuối của mã hàng là T thì ghi trong nước, ngược lại ghi nhập khẩu. Ở đây chúng ta quan sát mã hàng ký tự cuối. Ở đây Master Đăng Dương đã tô màu đỏ để các bạn dễ nhận ra. Ở đây chúng ta có hai trường hợp, ký tự cuối là N hoặc là T. Như vậy chúng ta có hai trường hợp hay là hai tình huống, chúng ta sẽ dùng một hàm if để thực hiện. Các bạn có một phút để suy nghĩ, viết hàm if thực hiện xử lý dữ liệu ở loại hàng. Sau một phút, các bạn cùng Master Đăng Dương thực hiện. Để thực hiện câu C, các bạn nhấp chuột vào vị trí E4. Các bạn gõ dấu bằng. Sau đó, các bạn gõ hàm if. Mở ngoặc. Ở đây, chúng ta căn cứ vào ký tự cuối của mã hàng. Các bạn quan sát mã hàng, ví dụ ở mặt hàng này chúng ta có 29PAN thì ký tự cuối ở đây chúng ta muốn lấy ra để chúng ta xử lý thì các bạn phải sử dụng hàm right, vì chúng ta tính từ phải qua trái. Như vậy các bạn ghi hàm right ở đây, mở ngoặc. Khi mở ngoặc thì các bạn thấy Excel sẽ tạm cất hướng dẫn hàm if đi để hiện ra hướng dẫn của hàm right. Các bạn quan sát mở ngoặc. Như vậy hàm right có hai tham số, thứ nhất đó là cái dữ liệu chặn test cần thực hiện. Ở đây các bạn nhấp chuột vào mã hàng. Mã hàng này các bạn muốn lấy ký tự cuối một ký tự thì các bạn ghi phẩy. Khi đó Excel sẽ hướng dẫn các bạn cung cấp số lượng ký tự cần lấy tính từ phải qua trái của ô B4, tức là N này. Ở đây chúng ta lấy 1, chúng ta ghi số 1 ở đây. Đóng ngoặc. Khi các bạn đóng ngoặc thì Excel sẽ hoàn tất hướng dẫn cách lập hàm right. Các bạn đóng ngoặc lại. Như vậy Excel lại trở về hướng dẫn chúng ta thực hiện hàm ý. Tuy nhiên khi các bạn dùng hàm right ở đây thì chúng ta lấy ra có thể là một chữ cái cuối cùng, có thể là N, hoặc lát chúng ta copy xuống sẽ là chữ T. Lúc là N, lúc T, cho nên chúng ta phải đặt điều kiện ở đây là dấu bằng. Ở đây chúng ta cung cấp nếu ký tự cuối của mã hàng, tức là hàm right đã xác định rồi mà bằng T là T, thì trong tình huống này các bạn gọi dấu bằng. T chúng ta muốn đưa vào hàm này xử lý thì chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép T, đóng nháy kép phẩy. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái điều kiện của hàm if. Nếu mã hàng ký tự cuối của mã hàng là T thì chúng ta ghi trong nước. Tương tự trong nước là dữ liệu dạng text, chúng ta muốn đưa vào hàm để xử lý chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Ở đây bạn ghi là trong nước, đóng nháy kép. Để kết thúc thành phần thứ hai của hàm if, các bạn gõ dấu phẩy. Như vậy chúng ta sẽ được Excel nhắc nhở hoàn chỉnh cái thành phần thứ ba của hàm if. Thành phần thứ ba này chính là chữ nhập khẩu, bởi vì chúng ta có hai trường hợp trong nước hoặc nhập khẩu. Như vậy cuối cùng ở đây là giá trị chính là dữ liệu dạng text là nhập khẩu. Nhập khẩu là văn bản dạng
tag nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Đóng nháy kép. Và để kết thúc hàm if, các bạn đóng dấu ngoặc. Khi đó sẽ mất hướng dẫn ở dưới này, tức là chúng ta đã làm xong hàm if. Các bạn quan sát. Master đang dương. Thêm dấu đóng ngoặc tròn. Như vậy, hàm if đã được thực hiện xong. Các bạn lưu ý, trong tình huống này, chúng ta thấy ở đây chỉ có một hàm if thôi. Như vậy, có ngoặc mở ở đầu và ngoặc đóng ở đầu, ở cuối. Ngoài ra, chúng ta còn có ngoặc mở của hàm write. Đã có mở thì phải có đóng. Như vậy, chúng ta mở bao nhiêu ngoặc tròn? Ở đây là 1, 2. Thì chúng ta phải đóng 2 ngoặc tròn. Đây là 1, 2. Các bạn lưu ý, ngoặc tròn đầu mở ứng với hàm if thì ngoặc đóng của hàm if là ở cuối cùng đây. Còn ở đây là vị trí ngoặc mở của hàm write thì ngoặc đóng của nó là vị trí này. Các bạn nguyên tắc cũng là nhớ mở bao nhiêu ngoặc thì đóng bấy nhiêu ngoặc. Tuy nhiên chúng ta phải đặt vị trí của ngoặc phải đúng và hợp lý tùy theo yêu cầu của từng hàm. Như vậy các bạn đã thực hiện xong yêu cầu của câu C là loại hàm. Các bạn enter. Như vậy các bạn thấy ở đây N là nhập khẩu. Sở dĩ ở đây ra chữ nhập khẩu lý do Excel sẽ lấy ký tự bên phải bằng cách dùng hàm write một ký tự N ở đây so với chữ T. Nếu ký tự cuối này mà bằng là chữ T thì trong nước, ngược lại không phải là T thì sẽ là nhập khẩu. Ở đây chữ cuối cùng là chữ N, cho nên ở đây Excel sẽ đưa ra kết quả là nhập khẩu. Các bạn enter. Sau đó các bạn copy xuống phía dưới cho các mã hàng khác. Các bạn thấy Excel làm rất chính xác. N là nhập khẩu, T màu đỏ là trong nước, T trong nước, N nhập khẩu và T là trong nước. Các bạn nhìn lại cách thiết lập hàm if để giải quyết yêu cầu ở câu C là loại hàng. Các bạn lưu ý trong việc thiết lập hàm if và write đây thì thành phần nào là text thì chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Nháy kép. Còn thành phần là số thì không đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn nhớ nguyên tắc này khi thiết lập các hàm nói chung trong Excel. Các bạn gọi Enter. Tiếp theo các bạn đến yêu cầu D là trị giá bằng số lượng nhân đơn giá. Thì đây là một câu rất là đơn giản. Các bạn nhắc chọn ô H4, các bạn gõ dấu bằng. Đấy, ta có là số lượng nhân đơn giá. Số lượng là ô F4, nhân là dấu hoa thị, các bạn gõ vào. Đơn giá là vị trí G4, các bạn nhấp vào Enter. Và các bạn copy xuống cho phía dưới những mặt hàng còn lại. Tiếp theo các bạn đến câu E là thuế. Thuế bằng 5% của trị giá. Biết rằng chỉ tính thuế cho hàng nhập khẩu, ngược lại thì không có thuế. Ở đây chúng ta lưu ý, chúng ta có hai mặt hàng là nhập khẩu hoặc trong nước. Như vậy chỉ tính thuế cho hàng nhập khẩu, còn trong nước thì không tính thuế, tức là thuế là không. Vậy các bạn thực hiện như sau để giải quyết câu E. Các bạn nhấp chuột vào vị trí OI4, các bạn gõ dấu bằng. Ở đây các bạn thấy diễn tả của câu hỏi là thuế bằng 5% của trị giá. Tuy nhiên họ thêm một câu phía sau là chỉ tính thuế cho nhập khẩu, ngược lại là không tính thuế. Như vậy các bạn phải xử lý cái ý đằng sau này trước. Đây chính là hàm if, bởi vì chúng ta có hai trường hợp là hàng nhập khẩu hoặc hàng trong nước. Như vậy chúng ta phải dùng hàm if như sau. Các bạn gõ hàm if, mở ngoặc và các bạn ghi nếu loại hàng, vì ở đây chúng ta có liên quan đến cái loại hàng, các bạn sẽ nhập ở đây. Nếu loại hàng bằng nhập khẩu. Nhập khẩu ở đây chúng ta phải đặt điều kiện. Nhập khẩu là văn bản nên các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Các bạn ghi nhập khẩu.
đóng nháy kép. Như vậy ở đây đã diễn tả rằng là loại hàng nào là nhập khẩu thì sẽ tính thuế 5% của trị giá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ gõ dấu phẩy, và như vậy chúng ta ghi 5%. 5% là tỷ lệ các bạn phải dùng dấu nhân với trị giá là ô này, là ô H4. Như vậy với diễn đạt này là nếu mặt hàng nào mà thuộc loại hàng nhập khẩu thì 5% của trị giá như yêu cầu đây. Còn ngược lại là mặt hàng trong nước thì là không có thuế, tức là không. Các bạn ghi đây là phải tiến hành thực hiện không có thuế, tức là không. Các bạn gọi không luôn, đóng ngoặc. Các bạn enter. Như vậy chúng ta có mặt hàng panzoic nhập khẩu thì trị giá thuế là 5% của, ở đây là 5% của 5.400 là 270. Các bạn sao chép xuống phía dưới. Các bạn thấy những mặt hàng nào là trong nước thì thuế là không. Trong nước thuế là không. Còn nhập khẩu thì có tính thuế là 5% của trị giá tương ứng. 5% của trị giá, 5% của trị giá tương ứng. Như vậy để làm bài này, câu E này các bạn phải xử lý hàm if trước. Các bạn quan sát cách thiết lập để thực hiện câu E. Để mắt tên Lăng Dương phóng to ra, các bạn dễ quan sát. Đây là câu giải quyết của câu E. Các bạn enter. Tiếp theo chúng ta đến câu F, thành tiền. Thành tiền bằng trị giá cộng với thuế. Câu này đơn giản, các bạn dần đặt Ctrl O ở ô chơi 4, các bạn gõ vô bằng. Ở đây yêu cầu của họ là thành tiền bằng trị giá cộng thuế. Như vậy các bạn đơn giản thôi, trị giá là ô H4 cộng thuế tương ứng là ô Y4. Như vậy các bạn enter. Kết quả cuối cùng là mặt hàng mã hàng 29 PIN thì phải thành tiền là 5.670 đô. Các bạn sao chép xuống cho những mặt hàng còn lại. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong câu F, cũng là câu cuối cùng của bài tập áp dụng số 3. Tiếp theo, Master Đăng Dương cùng các bạn đến với bài thực hành phối hợp các hàm số 1. Ở trên màn hình là một bảng tính đề cập đến vấn đề tiền điện. Ở bảng tính này gồm các cột như sau: số thứ tự, mã khách hàng, họ và tên. Các bạn lưu ý, ở đây phần họ và họ lót ở cột C, còn tên nằm ở cột D. Khu vực, định mức, điện tiêu thụ và cột H là cột tiền điện phải trả. Ở đây chúng ta xử lý cột họ và tên. Nếu các bạn để như vậy khi anh trái rất là xấu, nên chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn phải bỏ cái đường kẻ ngăn cách giữa cột C và cột D bằng cách các bạn đánh dấu chọn cái vùng này. Sau đó các bạn vào mục kẻ khung border, các bạn chọn more border. Tiếp theo các bạn tiến hành bỏ cái đường giữa ở vị trí này bằng cách trong hộp thoại hiện ra. Các bạn thực hiện như sau. Ở vị trí này các bạn sẽ bỏ đường giữa này, tức là đường ngăn cách giữa cột C và cột D nằm ở vùng ở vị trí này. Các bạn bỏ đi. Các bạn nhấn OK. Như vậy đã mất đường kẻ giữa rất là đẹp. Sau đó các bạn đánh dấu chọn ô C3, kéo qua ô D3 và các bạn chọn chức năng Merge and Center. Như vậy chữ họ tên nó nằm lấn qua hai cột C và D. Nhưng ở phần dưới này, dữ liệu họ và họ lót vẫn nằm ở cột C, còn tên nằm ở cột D. Rất là đẹp.
Tiếp theo, các bạn quan sát ở phía đáy chính là phần thống kê số lượng khách hàng ở khu vực chính là vị trí này. Các bạn đến với yêu cầu xử lý dữ liệu đầu tiên, câu A khu vực. Khu vực là ký tự thứ tư của mã hàng. Các bạn quan sát mỗi khách hàng có một mã số, trong đó ký tự thứ tư được Master Lăng Dương tô màu. Ở đây chúng ta chỉ có các ký tự là 7, 8 hoặc 9. Chúng ta chỉ có 3 loại 7, 8, 9. Và yêu cầu chúng ta phải lấy được cái ký tự nằm ở vị trí này và đưa vào cột E ở vị trí này. Như vậy các bạn phân tích mà khách hàng là một văn bản, là một dữ liệu dạng text. Chúng ta muốn lấy ký tự ở giữa này, buộc lòng chúng ta phải dùng hàm mid, không thể dùng chỉ hàm left hoặc hàm right được. Như vậy chúng ta thực hiện như sau. Các bạn nhấp chuột vào ô E4, các bạn gõ dấu bằng. Sau đó các bạn gõ tên hàm mid, mở ngoặc. Hàm mid các bạn lưu ý, hướng dẫn của Excel là chúng ta có 3 tham số. Đầu tiên đó là cái dữ liệu text cần xử lý là ô B4. Các bạn gõ dấu phẩy. Ở tham số thứ hai, các bạn cung cấp cái vị trí bắt đầu lấy dữ liệu. Thì ở mã khách hàng này, bắt đầu tính từ trái sang phải, chữ K vị trí 1, chữ M vị trí 2, chữ B vị trí 3, thì số 7 ở vị trí thứ 4. Như vậy các bạn gõ 4 ở vị ở đây là vị trí bắt đầu cần lấy. Tiếp theo các bạn có dấu phẩy. Ở tham số thứ 3 là các bạn cung cấp số lượng cần lấy. Số lượng ký tự cần lấy ở đây là một ký tự và bắt đầu tại vị trí 4 luôn. Chỉ lấy một ký tự thôi, cho nên các bạn ghi phẩy 1. Đóng ngoặc. Với cách ghi này, các sẽ hiểu rằng là các bạn muốn lấy 1 là số 1. Một ký tự ở vị trí thứ 4. Thứ 4 là vị trí này. Tham số này đã xác định chúng ta là vị trí thứ 4, tính từ trái sang phải, nghĩa là chúng ta chỉ lấy số 7 mà thôi. Các bạn ghi hàm mid như vậy. Các bạn gõ Enter. Như vậy chúng ta lấy số 7 đặt ở đây. Các bạn sao chép xuống cho các vị trí phía dưới. Như vậy Excel lại rất chính xác. Ký tự thứ 4 7898 7898 vân vân, rất chính xác. Các bạn xem lại cách ghi hàm mid. Nếu các bạn muốn đọc xuôi, các bạn hiểu như sau: mid là lấy ký tự trong ô B4 là vị trí này, tính từ trái sang phải ở vị trí 4. Vị trí 4 là vị trí của số 7 màu đỏ. Và ở đây chúng ta lấy một ký tự. Các bạn gọi Enter. Để thực hiện định dạng cho đẹp, các bạn chọn cánh giữa. Các bạn xem lại lần nữa hàm mid để xử lý yêu cầu câu khu vực. Các bạn cùng với Master Lăng Dương đến với câu B, định mức. Ở đây định mức chúng ta là khu vực 7 thì anh ghi 50, khu vực 8 là 100 và khu vực 9 là 150. Ở đây chúng ta có 3 khu vực nên chúng ta phải dùng 2 hàng if lồng vào nhau. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện định mức ở vị trí này. Các bạn quan sát kỹ yêu cầu ở đây. Sau 1 phút, các bạn cùng Master Lăng Dương thực hiện yêu cầu B. Để thực hiện yêu cầu B, các bạn nhấp chuột chọn ô F4 và các bạn gõ dấu bằng. Các bạn ghi if, mở ngoặc. Ở đây, định mức dựa vào khu vực, mà khu vực của khách hàng Châu Gia Huy là ô E4, và nhấp vào E4. Bằng, ở đây các bạn diễn tả theo yêu cầu. Bằng tức là 7. Là 7 tức là bằng 7. Thì chúng ta phải một cái.
ghi là yêu cầu là 50, bạn ghi 50 ở đây. Phải ngược lại không phải là 7, còn lại hai loại là 8 và 9 thì các bạn tiếp tục sử dụng một hàm if để thực hiện. Các bạn ghi if mở ngoặc khu vực bằng 8 thì ra 100 theo yêu cầu ở đây. Còn ngược lại là 150. Rồi ghi phải và ghi 150. Đóng ngoặc thứ nhất để kết thúc hàm if bên trong và đóng ngoặc nữa để kết thúc hàm if phía ngoài. Các bạn đóng ngoặc lần nữa. Enter. Các bạn quan sát đúng không? Ở đây yêu cầu là ai là khu vực 7 thì là 50, 8 là 100 và 9 là 150. Và các bạn so sánh coi. Châu Gia Huy là khu vực 7, theo yêu cầu phải ra 50, nhưng tại sao ở đây ra 150? Như vậy chúng ta đã làm sai. Ghê không? Vậy chúng ta phải sửa như thế nào cho đúng? Bởi vì ở đây khu vực 7 phải ra 50 mới đúng. Hiện nay chúng ta ra 150 là không đúng. Vậy cách sửa như thế nào các bạn? Chúng ta tìm hiểu tại sao ở đây lại kết quả là sai. Trước tiên Master Đăng Dương sẽ phóng to để các bạn quan sát. Tại sao ở đây kết quả chúng ta làm lại sai, mặc dù khi mình quan sát hàm có vẻ là đúng. Vẫn đầy đủ là hai if lồng nhau, mỗi if là có 3 thành phần theo đúng lý thuyết. Nhưng tại sao ở đây kết quả lại ra sai? Đáng lý ra ở vị trí này phải là 50 mới đúng, nhưng Excel ra 150. Lý do các bạn quan sát. Ở đây khu vực đây là mình nhìn là số 7. Tuy nhiên số 7 này không phải là số, mà số 7 này được lấy ra từ chuỗi mẹ ở đây. Mà chuỗi mẹ gồm các cái chuỗi con, thì khi lấy ra ở đây 7 được đưa chỗ này, thì 7 này không phải là con số 7 mà là substack, là chuỗi con là 7. Cho nên hiện nay E4 đang chứa là substack là chuỗi con là chữ 7. Chúng ta không thể nào so sánh substack là văn bản text với số 7 được. 7 đây là con số thuần về số, cho nên chúng ta phải so sánh cùng loại, nghĩa là văn bản E4 đang chứa substack 7, chúng ta phải so với văn bản là 7, tức là cùng loại dữ liệu. Cho nên muốn thực hiện đúng, các bạn phải đổi cái số 7 này không phải là dạng số thành dạng text bằng cách các bạn thêm dấu nháy kép ở trước và sau số 7. Như vậy ở đây chúng ta hiểu như sau: E4 đang chứa substack là 7 là văn bản E4. Chúng ta so với dữ liệu dạng text, bởi vì đây là đặt trong nháy kép, vậy 7 là dạng text. Chúng ta có hai dữ liệu cùng loại là cùng là dạng text với nhau thì so mới được. Tiếp theo các bạn sửa vị trí này: E4 bằng nháy kép 8 ở đầu và nháy kép 8 ở sau. Các bạn quan sát kỹ, đây là câu hơi khó. Chúng ta phải hiểu kỹ thế nào là text và substext thì chúng ta mới làm đúng câu này được. Các bạn yên tâm. Như vậy, theo đúng yêu cầu, khách hàng Châu Gia Huy là khu vực 7 là 50, rất chính xác. Các bạn thử sao chép xuống phía dưới. Khu vực 8 100, khu vực 9 là 150, khu vực 7 là 50, vân vân, rất chính xác. Như vậy các bạn lưu ý, đây là câu hơi khó. Các bạn cần phải nắm lại ở phía đầu của video. Các bạn quan sát ở vị trí khái niệm substack thì khi các bạn lấy ra các chuỗi con là substack và đặt trong nháy kép. Và trở lại câu chúng ta đang thực hiện. Ở đây E4 là một substack là chữ 7, chúng ta phải so với cùng loại dữ liệu là dữ liệu text. Muốn 7 là dữ liệu text trong hàm if này, các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Khi đó E7 là dạng text mới so với dạng text cùng loại thì Excel mới làm đúng. Các bạn lưu ý, đây là một trong những câu dạng khó trong Excel. Như vậy trong tình huống này các bạn thấy, mặc dù đây là 7 nhưng chúng ta phải đặt trong dấu nháy kép, thì việc so sánh ở đây cụ thể là dấu bằng mới chính xác.
tiếp theo, Master Đăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện câu định mức này bằng cách thứ hai, là chúng ta sẽ không dùng cái dấu nháy kép ở vị trí 7 và 8 ở đây. Đầu tiên, Master Đăng Dương sẽ tạm thời không thực hiện hàng này. Master Đăng Dương sẽ làm thêm một câu định mức ở cột này cho các bạn dễ phân biệt. Nghĩa là Master Đăng Dương sẽ không dùng dấu nháy kép ở đây bằng cách làm như sau. Ở đây chúng ta ghi là cách 2. Các bạn ghi như sau: bằng if mở ngoặc. Chúng ta cũng thực hiện khu vực, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm khác cách 1 bằng cách chúng ta sử dụng hàm value mở ngoặc, sau đó các bạn chọn ô E4. Thì với cách làm này, Excel sẽ biến số 7 đây là substack, là chữ 7 thành số 7. Như vậy qua hàm value này chúng ta sẽ có số 7. Như vậy chúng ta sẽ so sánh với 7 đó, thì ra là 50. Ngược lại, các bạn dùng hàm if tiếp tục, các bạn gọi value mở ngoặc ô này, nghĩa là hàm value sẽ thay đổi giá trị 7 hoặc những số phía dưới 8, 9 thành những con số thật sự là thuần về số. Khi đó các bạn gõ dấu bằng 8 thì ra 100. Còn hết, ngược lại tất cả thì ra 150. Đóng hai ngoặc, Enter. Như vậy các bạn thấy kết quả đây là 50, rất chính xác. Các bạn copy xuống, các bạn quan sát giống y hệt như ở cột S. 100, 150, 10. Như vậy các bạn hãy so sánh cách làm của hai hàm ở vị trí cột F4 và cột E4. Các bạn thấy ở cột F4 chúng ta phải đặt 7 ở đây trong nháy kép để so sánh với E4 đang chứa substack. Tương tự, 8 là phải biến thành dạng văn bản để so với E4 đang chứa substack. Còn cách làm bên cách 2 là các bạn vẫn giữ số 7 theo đúng yêu cầu của đề. Như vậy các bạn phải biến cái substack ở ô E4 là đang là dạng văn bản thành dạng số bằng cách các bạn sử dụng hàm value. Như vậy chúng ta có, nếu ô E4 được biến thành dạng số mà là 7, tức là bằng 7, thì ra 50. Nếu hàm value biến con số dạng substack ở ô E4 mà thành số 8, tức là bằng 8, thì ra 100, còn ngược lại làm cho 50. Như vậy các bạn sẽ chọn lựa một trong hai cách làm. Cách làm ở đây các bạn phải đặt 7 trong nháy kép. Còn cách làm ở đây các bạn không đặt 7 trong nháy kép, mà các bạn phải biến đổi giá trị nằm E4 thành dạng số bằng cách dùng hàm value nằm trong hàm if như ở trên màn hình. Các bạn có thể dùng một trong hai cách này. Để Master Đăng Dương trả lại hàm và cách bỏ dấu nháy để hàm sẽ suy ra kết quả. Ở đây là số 200. Tiếp theo các bạn đến câu hỏi C là tiền điện. Tiền điện bằng điện tiêu thụ nhân với giá. Trong đó nếu điện tiêu thụ bé bằng định mức thì tính giá 400, ngược lại là tính giá 800. Như vậy ở để thực hiện câu tiền điện này, các bạn phải thực hiện ý đằng sau trước. Ý đằng sau đó là một cái hàm if, thì chúng ta có hai loại mức giá 400 và mức giá là 800. Các bạn đặt con trỏ ô ở ô H4 và các bạn chuẩn bị thực hiện. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ cách thực hiện câu C tính tiền điện.
Sau 1 phút, các bạn cùng với Master Anh Dương thực hiện câu C. Các bạn gõ vô bàn, các bạn ghi if mở ngoặc. Ở đây, mức giá 400 hoặc 800 là căn cứ vào cái điện tiêu thụ có nhỏ hơn hoặc bằng định mức hay không. Thì với khách hàng Châu Gia Huy, khách hàng đã điện tiêu thụ là ô này, là điện tiêu thụ nhỏ bằng định mức, các bạn gõ bé không bằng, không bằng định mức là ô này. Đó, nếu điện tiêu thụ mà bé mà định mức thì tính giá 400, các bạn ghi dấu phẩy 400. Ngược lại, điện tiêu thụ không nhỏ hơn hoặc bằng, tức là lớn hơn định mức, thì mức giá 800, các bạn ghi 800 ở đây. Như vậy đây chúng ta chỉ dùng một hàm if mà thôi, vì chúng ta có hai tình huống, các bạn enter. Sau đó các bạn, đây là mức giá tiêu thụ của 1 kW, các bạn phải nhân với điện tiêu thụ, các bạn sẽ thực hiện thêm ở đây. Các bạn nhân vô, nhân với điện tiêu thụ là ô này. Kết quả, khách hàng Châu Gia Huy phải trả 160.000 đồng. Các bạn xem lại hàm thực hiện. Ở đây chúng ta thấy G4 chính là điện tiêu thụ của khách hàng Châu Gia Huy, đó là 200. Còn ở đây hàm if sẽ cho ra cái giá của khách hàng Châu Gia Huy căn cứ vào cái điện tiêu thụ. Như vậy để thực hiện câu D, các bạn thực hiện như trên màn hình. Để các bạn không bị rối, Master Lăng Dương sẽ xóa cái câu cách 2 đi. Và các bạn quan sát, đây là hàm để thực hiện câu C trong yêu cầu của bài. Các bạn lưu ý, ở đây chúng ta thấy hàm if nhìn có vẻ rắc rối, nhưng thực ra hàm if này chỉ ra một trong hai con số, đó là 400 hoặc 800. Khi đó 400 sẽ nhân với G4 hoặc 800 sẽ nhân với G4. Như vậy các bạn không phải lo lắng, bởi vì ở đây chúng ta có hàm if thì mới thực hiện được cái yêu cầu trong ngoặc này của đề bài. Các bạn enter, các bạn sao chép xuống cho những người phía dưới. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong câu C, tiền điện của mỗi khách hàng. Các bạn đến câu D, thống kê số lượng khách hàng ở khu vực chính, tức là vị trí này. Tương tự chúng ta phải đếm số lượng khách hàng ở khu vực chính chỗ này bằng cách dùng các hàm đếm như làm count, count tha hoặc count if. Thì trong tình huống này các bạn phải dùng hàm count if, lý do ở đây chúng ta có điều kiện là chỉ những khách hàng nào ở khu vực chính mà thôi. Như vậy các bạn đặt con chỗ ở đây, các bạn sẽ ghi bằng, các bạn gõ count if mở ngoặc, vùng cần đếm là vùng này, khu vực là chúng ta đã thực hiện xong, tham số range là vùng cần đếm. Các bạn ghi dấu phẩy, lập tức Excel sẽ tô đậm criteria là cái điều kiện. Ở đây các bạn phải đặt điều kiện trong dấu nháy kép, cụ thể các bạn nháy kép số 9, đóng nháy kép, đóng ngoặc đơn. Như vậy là kết thúc hàm count if. Các bạn lưu ý, hàm count if cũng như hàm sum if thì điều kiện, tức là criteria, phải đặt trong cặp dấu nháy kép, cho dù đây là con số hay là chữ hay là dạng text vân vân, đều phải đặt trong cặp dấu nháy kép như ở trên màn hình. Các bạn enter. Như vậy có 5 khách hàng được Excel đếm ra là ở khu vực chính, là những khách hàng như sau: Thanh Tùng là 1, Kim Phụng là 2, Nguyễn Trang Anh là 3, Đỗ Trường Thiên Thơ là 4 và Phạm Thị Phương Thảo là 5. Vậy chúng ta có 5 khách hàng ở khu vực chính là nhờ hàm count if đã xử lý giùm chúng ta rất chính xác. Như vậy các bạn đã làm xong câu D, cũng là câu cuối cùng của bài tập phối hợp hàm thứ nhất này. Các bạn quan sát lại, đặc biệt ở cái câu định mức, các bạn lưu ý cách thực hiện. Ở đây là coi vô nháy kép, mục đích là chúng ta muốn lấy E4 là chứa substack
là dạng text so với dạng text, mà dạng text thì đặt trong cặp vô nháy kép. Các bạn có enter. Tiếp theo, Master Đăng Dương cùng các bạn đến bài thực hành phối hợp các hàm số 2. Giả sử OK3 chứa dữ liệu dạng text như bên cạnh đây, OK3. Yêu cầu không dùng hàm mid, hãy lấy ra substack 510. Ở đây chúng ta không được dùng hàm mid, bởi vì nếu dùng hàm mid chúng ta làm như sau: bằng mid mở ngoặc OK3 phẩy, các bạn thấy 5 là vị trí 7 tính từ trái sang phải, bởi vì chữ assert là 4, khoảng trắng là 5, s là 6, thì vị trí của substack 5 là vị trí 7, các bạn ghi 7 ở đây. Phải từ vị trí 7 này các bạn lấy đủ 3 ký tự là 510, như vậy các bạn ghi được 3 ở đây, là lấy 3 ký tự, các bạn enter, như vậy chúng ta là 510 theo yêu cầu. Tuy nhiên ở đây chúng ta không được dùng hàm mid, vậy chúng ta phải làm như sau: các bạn sẽ dùng cách 1 và cách 2. Cách 1 là dùng hàm let chứa hàm write bên trong, và cách 2 là dùng hàm write chứa hàm let bên trong. Cách thực hiện, các bạn gõ dấu bằng, sau đó các bạn gõ write mở ngoặc, các bạn chọn OK3, và ở đây các bạn sẽ lấy từ bên phải đi qua đủ các ký tự và chứa được substack 510. Như vậy, để chứa được đủ ký tự và có chứa substack 510 thì các bạn phải lấy đủ 5 ký tự ở đây, 5 ở đây. Như vậy chúng ta ghi phẩy 5, các bạn đóng ngoặc lại, kết quả chúng ta sẽ có là 510 chữ U và chữ A. Bây giờ các bạn sẽ dùng hàm let để lấy substack 510 ở vị trí này. Cái là như sau: các bạn sẽ thêm hàm let giữa dấu bằng và hàm write, các bạn gõ let mở ngoặc. Khi đó tham số đầu tiên của hàm let chính là cái dữ liệu được hàm write xử lý ra, chính là chữ 510 UA. Sau đó các bạn sẽ thêm dấu phẩy và cung cấp thêm số lượng chữ cần lấy. Như vậy các bạn cung cấp là số 3, bởi vì hàm write K3.5 nó ra chữ 510UA. Đây, 510UA, các bạn sẽ lấy, lúc đó chúng ta sẽ lấy 3 ký tự đầu tiên ở đây, số 3 ở đây, nghĩa là lấy ký tự 510. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là substack 510 như yêu cầu, các bạn quan sát. Như vậy trong tình huống này là hàm let nằm ngoài chứa hàm write bên trong. Khi đó hàm write là một thành phần, một bộ phận tạo nên hàm let. Hàm write này là một tham số của hàm let. Chúng ta có khái niệm hàm nằm trong hàm. Như vậy các bạn thấy vừa rồi Master Đăng Dương đã thực hiện hàm write trước, sau đó bổ sung hàm let. Các bạn hãy thể tua lại video này để các bạn xem. Tuy nhiên khi chúng ta hiểu rằng là hàm let chứa hàm write, như vậy khi thực hiện các bạn phải có hàm let trước. Cách thực hiện ở lần 2 như sau: chúng ta sẽ có hàm let trước rồi có hàm write sau, miễn rằng chúng ta cung cấp đủ các thành phần tham số của từng hàm. Đó, hàm let ở ngoài các bạn thấy là có thành phần thứ nhất là tham số text là vị trí này, dấu phẩy và số 3 là số lượng cần lấy. Tới lượt hàm write chúng ta lại có thành phần thứ nhất đó là text cần xử lý và số lượng chữ số cần lấy, số lượng ký tự cần lấy. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau, và để cho dễ thì Master Lan sẽ khoan thực hiện kết quả hàm này để hướng dẫn các bạn thực hiện ở lần 2. Rồi lần 2 các bạn làm như sau: nếu các bạn thiết lập cái yêu cầu này, cách 1 này ngay từ đầu, thì chúng ta làm như sau: các bạn gõ bằng left mở ngoặc, sau đó là write mở ngoặc, các bạn chọn K3. Đó, các bạn thấy không, ở lần 2 này chúng ta thực hiện là left trước write sau, và chúng ta đang cố gắng để thực hiện theo cái yêu cầu ở trên. Sau đó các bạn gõ dấu phẩy 5, đóng ngoặc, phẩy. Đó, lúc đó Excel sẽ trở về thực hiện hàm left tiếp theo, các bạn gõ số 3, các bạn đóng ngoặc. Như vậy ở cái làm 2 các bạn ghi left trước rồi mới write sau, thì cho dù bạn ghi như thế nào thì chúng ta đều kết quả là
510. Ở đây cũng vậy, 510. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là chúng ta không dùng hàm mid mà chỉ dùng hàm left và hàm right kết hợp lại. Đây, chúng ta phối hợp các hàm cũng ra được kết quả theo yêu cầu. Tiếp theo, ở cách 2, chúng ta cũng phối hợp hàm right và hàm left. Đầu tiên các bạn thấy hàm right chứa hàm left, nghĩa là hàm left được thực hiện trước. Các bạn thực hiện như sau: bằng left mở ngoặc ô K3 phẩy. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện lấy từ trái qua, và các bạn lấy từ chữ A trở đi đến khi nào mà đủ cái ký tự 510 thì thôi. Như vậy các bạn lấy từ trái qua, bắt đầu từ A đến hết ký tự 0 ở đây là vị trí là 9. Như vậy các bạn phải gõ 9 ở đây, đóng ngoặc. Như vậy các bạn sẽ có chữ A search khoảng trắng S510. Sau đó với chuỗi này các bạn sẽ lấy 3 ký tự bên phải giống như ở đây. Với cái chuỗi này các bạn sẽ thực hiện lấy 3 từ bên phải là vị trí 1, 2, 3, tức là 0, 1, 5 thì cũng thấy được kết quả. Rồi sau đó các bạn thực hiện tiếp theo, các bạn đặt thêm hàm right ở giữa dấu bằng và hàm left. Các bạn gõ right mở ngoặc. Lúc này hàm left này là một tham số của hàm right, khi đó nó đã ra kết quả các bạn thấy là A search khoảng trắng S510. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện thêm dấu phẩy, và ở đây chúng ta vì làm right nên chúng ta sẽ lấy từ bên phải qua 3 ký tự, tức là 015. Các bạn gõ 3, đóng ngoặc. Như vậy chúng ta có 510 theo yêu cầu. Và Master Đăng Dương sẽ để hàm như vậy để bạn so sánh. Như vậy chúng ta thấy hàm right nằm ngoài, chứa hàm left nằm trong. Và bây giờ các bạn sẽ thực hiện ở lần 2 bằng cách các bạn gõ right trước. Hồi nãy các bạn thấy Master Đăng Dương gõ left rồi mới bổ sung right. Bây giờ các bạn gõ thẳng right luôn bằng cách như sau. Các bạn gõ right, bởi vì right chứa hàm left nên right phải được gõ trước. Mở ngoặc. Sau đó Excel hướng dẫn là hàm right này cần phải có text, chính là cái hàm left này các bạn. Tức là ở lần 2 này Master Đăng Dương sẽ gõ nội dung và cuối cùng sẽ giống như hàng trên. Các bạn thấy left mở ngoặc K3 phẩy 9 đóng ngoặc phẩy. Như vậy khi phẩy xong thì hàm left đã được thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn chỉnh tiếp theo cái thành phần của hàm right, tức là số ký tự gần lấy, tức là số 3, đóng ngoặc lại. Và bạn thấy Master Đăng Dương thực hiện hàm right trước, hàm left sau. Cho dù viết như thế nào thì vẫn đảm bảo được hàm left là gồm có 2 thành phần. Và thế lực hàm right cũng vậy, cũng có 2 thành phần và thành phần này tiếp theo. Như vậy Master Đăng Dương có enter, kết quả cũng ra 510. Các bạn thấy kết quả như vậy. Và Master Đăng Dương để lại cho các bạn so sánh. Như vậy ở đây chúng ta có hàm right nằm ngoài, chứa hàm left nằm bên trong. Lúc này hàm left là một thành phần tham số của hàm right như trên màn hình. Tiếp theo, Master Đăng Dương cùng các bạn đến bài thực hành phối hợp các hàm số 3. Giả sử trong bảng tính Excel chúng ta có hàm bằng left mở ngoặc nháy kép Microsoft Excel nháy kép phẩy len mở ngoặc nháy kép Excel nháy kép đóng ngoặc, đóng ngoặc lần nữa. Các bạn lưu ý trong hàm này thì Microsoft Excel là dạng văn bản, dạng text nên phải đặt trong cặp dấu nháy kép màu đỏ. Tương tự ở đây Excel là dữ liệu dạng văn bản, dạng text nên đặt trong cặp giấy nháy kép màu xanh của hàm len. Như vậy các bạn thấy hàm len chúng ta có 2 thành phần. Thứ nhất đó là cái dữ liệu text cần xử lý, và thứ hai đó là số lượng chữ, số lượng ký tự cần lấy từ cái chuỗi Microsoft Excel này. Và các bạn xem với cái ghi này thì kết quả ra đáp án nào trong 4 đáp án ở trên màn hình. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ.
với câu hỏi trên màn hình. Các bạn phải phân tích để tìm ra đáp án. Đầu tiên các bạn thấy hàm left gồm hai thành phần. Thứ nhất đó là dữ liệu dạng text cần xử lý. Thứ hai đó là cái số ký tự cần lấy tính từ trái sang phải của cái chuỗi text này. Và khi thực hiện hàm left này, Excel sẽ thực hiện hàm len trước bên trong. Và hàm len này, kết quả chúng ta sẽ ra là 5. Lý do hàm len sẽ đếm số ký tự của Excel này là có 5 ký tự. Như vậy ở vị trí này là số 5. Sau đó Excel sẽ thực hiện việc lấy 5 ký tự trong tham số ở vị trí này là chữ Microsoft Excel, tính từ trái sang phải lấy 5 ký tự. Đây là cái tham số mà Excel sẽ lấy dữ liệu ra. Như vậy, tính từ trái sang phải của chữ Microsoft Excel, chúng ta lấy 5 ký tự, như vậy là chữ Micro. Như vậy kết quả ở đây chúng ta sẽ có câu C là đáp án chính xác. Như vậy chúng ta có một khái niệm ở đây là hàm len nằm trong hàm left, tức là hàm nằm trong hàm, hay nói khác hàm left, hàm chứa hàm bên trong. Các bạn thấy nhìn phức tạp, tuy nhiên ở đây chúng ta hiểu như sau: khi thực hiện hàm left này thì Excel sẽ thực hiện hàm len trước đã, vì nằm bên trong cùng. Hàm len này chức năng là tạo ra con số đo cái số hay là đếm số ký tự của cái chuỗi text này. Sau đó ra con số đó sẽ đưa vào hàm left, và hàm left sẽ lấy số đúng số ký tự đó tính từ trái sang phải của cái tham số 1 này. Và đây kết quả là chữ micro là chính xác. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong video. Các bạn nhớ nhấn nút like, share để ủng hộ kênh. Và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký hoặc subscribe thì nhớ nhấn đăng ký hoặc subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Ăn Dương Channel. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.